Vì sao mà chúng ta là một đạo tràng tịnh độ nay lại tiếp tục khai kinh Địa Tạng, mở pháp hội Địa Tạng? Có những vị Phật tử hỏi chúng tôi rằng vậy thì thầy không làm theo lời dạy của Thượng Tịnh Không, là viện chủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới mà các quý thầy đang theo hay sao? Hòa thượng chủ trương là nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu. Và thầy cũng đã nhiều lần nói rằng nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu. Vậy tại sao nay lại thầy lại thêm một bộ kinh Địa Tạng và hướng dẫn các tín đồ Phật tử và tăng ni ở trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam trì tụng kinh Địa Tạng? Vì chúng ta biết Phật Pháp, khi Đức Phật còn tại thế, Ngài đã quán xét thấy tận cùng cái nghiệp tính của chúng sinh mà thuyết Pháp. Chính vì thế đó, cho nên Đức Thế Tôn Ngài mới thuyết ra đến 84.000 pháp môn tu tập để phù hợp với tất cả căn cơ và sự yêu thích của chúng sinh, nhất là ở thời mạt pháp này. Thì chúng ta biết rằng căn cơ thì không đồng nhau, mỗi người thích một kiểu. Có người thì họ chỉ thích ở lại thế giới này, hoặc là có người thì họ không đủ phúc để tin là có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta biết là để mà tin vào pháp môn tịnh độ, tin là có thế giới Tây Phương Cực Lạc, tin là có Đức Phật A Di Đà, tin mình là người niệm Phật sẽ được vãng sinh, tin được như thế không phải là người bình thường mà tin được. Chúng ta biết là kể cả người xuất gia tu hành ở trong đạo bao nhiêu năm nhưng vẫn còn không tin vào pháp môn tịnh độ được. Đó. Mà những người không tin vào pháp môn tịnh độ thì đương nhiên họ mà chưa chứng đắc được thánh quả A-la-hán, chưa chứng đắc được thánh quả A-na-hàm thì họ vẫn còn luân chuyển ở trong lục đạo luân hồi. Có phúc thì lên cõi trời cao nhất, đó là cõi trời phi tưởng xứ. Rồi thấp nhất là cõi trời dục giới, cõi trời tứ thiên vương. Có phúc họ sinh lên các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó. Hết phúc hoặc là kém phúc họ lại sinh xuống làm Atula, hoặc là xuống nhân gian làm người như chúng ta. Cứ xoay chuyển như vậy, mà hết phúc nữa thì họ còn đọa vào trong ba đường ác đạo: súc sinh, ngã quỷ và địa ngục. Xuống đến tận cùng của sự khổ đau đó là đọa trong địa ngục. Trong các địa ngục thì kinh Địa Tạng nói rằng A Tỳ địa ngục, chúng sinh ở nơi đó chịu khổ báo lâu dài nhất và khổ cực nhất. Mà đã đọa vào trong địa ngục A Tỳ rồi thì không biết bao giờ ra được. Cho nên ở trên pháp hội, ở tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh Địa Tạng, phó chúc cho Địa Tạng và dặn Bồ Tát Địa Tạng rằng ở đời sau này khi Như Lai nhập Niết Bàn, những chúng sinh khổ não ở trong sáu đường ở thế giới Sa Bà này, và đặc biệt là cõi Nam Diêm Phù Đề này, tức là cõi mà chúng ta đang ở này đó, tức là trái đất mà chúng ta đang cư trú này đó, thì ở cõi này tất cả những chúng sinh đau khổ ở trong những đường ác đạo về đời mai sau, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng có trách nhiệm để dẫn dắt vào trong ba đường ác đạo đó để cứu độ những chúng sinh đau khổ trong đó ra. Trong kinh nói rằng nếu mà ở đời sau này có những chúng sinh nào, hoặc thiện nam hoặc tín nữ, hoặc là người chưa quy kính Tam Bảo, ở trên đời họ làm nhiều những việc xấu ác, sau khi chết đi phải đọa vào trong ba đường ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhất là hai đường ác đạo ngạ quỷ và địa ngục, hai đường đau khổ đến tột cùng này. Khi vào tới đó rồi họ mới ăn năn, mới hối cải và mới biết rằng cái sự thọ báo khổ cực ở trong địa ngục và trong đường quỷ đói nó như thế nào.
Bây giờ họ ăn năn, họ sám hối, họ muốn thoát ra, nhưng mà thì không có người nào để làm phúc cho họ. Vậy Đức Phật mới nói kinh Địa Tạng và nói rằng này Địa Tạng Bồ Tát, rồi Ngài dạy là ở đời sau này có thiện nam tín nữ nào báo hiếu ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp thì làm cách nào? Nói rằng chỉ cần được nghe và được thấy kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, rồi đọc tụng thọ trì trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, nhìn thấy tôn tượng và chiếc ảnh của Bồ Tát Địa Tạng, cung kính cúng dường tán thán khen ngợi, lấy công đức đó để hồi hướng cầu nguyện cho những người thân đã quá vãng từ nhiều đời nhiều kiếp cho đến đời gần đây, công đức lợi lạc vô cùng. Những người đau khổ đang chìm đắm ở trong những đường ác đạo, ngã quỷ và địa ngục đó liền là được Bồ Tát Địa Tạng thị hiện thần thông, vận dụng thần lực để thể hiện ra hàng trăm nghìn muôn ức hóa thân đi vào những nơi khổ nạn đó để thuyết pháp độ sinh, dẫn dắt những kẻ đó hồi tâm chuyển ý hướng về điều thiện, và chỉ trong một thời gian ngắn là được thoát ly chúng khổ ở trong địa ngục khổ đó, nhấn đến thọ khổ trong địa ngục A Tỳ. Đáng lẽ ra thì trải qua hàng nghìn, hàng trăm nghìn vạn ức triệu năm, nhưng mà khi mà người thân đã nhất tâm họ chỉ đọc tụng và hồi hướng cầu nguyện cho, thì cái hương linh đó, vong linh đó, tội nhân đó cũng sớm được tiêu diệt tội khổ ở trong địa ngục A Tỳ và sớm được giải thoát, sớm được gặp Phật pháp. Rồi Đức Phật còn nói người thủ trì kinh Địa Tạng không chỉ dành cho người đã khuất mà người còn sống cũng được an lạc và lợi ích vô cùng. Trong kinh Đức Phật nói người mà ngu si đần độn học mãi không vào. Đức Phật dạy là đối trước tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, nhất tâm thủ trì kinh Địa Tạng mỗi một ngày trọn đủ 3 thời, tức là hết cả một quyển đó, hết cả một quyển có 3 phẩm trung thượng và hạ đó. Trong kinh nói là người đó ngu si dần dần cũng được gì, khai thông trí tuệ, học hành nhớ biết, trí tuệ thông mở. Rồi kinh cũng nói nữa, người ở thế gian vì cái nghiệp chướng lâu đời lâu kiếp mình đã tạo, cho nên khi mà mắc cái bệnh khổ cầu chết thì không chết cho, cầu sống thì cũng không khỏi bệnh, cầu khỏi bệnh không khỏi mà cầu chết cũng chẳng được, cầu sống cũng chẳng xong. Đức Phật nói bây giờ thì nên gì, đối trước tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng, có thể nếu mà người ốm đó không đọc tụng được nữa thì dùng người thân hoặc thỉnh chư tăng đọc tụng kinh Địa Tạng 7 ngày cho đến 21 ngày, lấy công đức đó để hồi hướng, thì người đó nếu mà mệnh hết thì sẽ nhẹ nhàng ra đi, nếu mà mệnh mà còn thì sẽ gặp thầy gặp thuốc, dần dần bệnh tình sẽ thuyên giảm đó. Chúng ta thấy các kinh điển của Đức Phật thì phần lớn là dành gì ạ? Dành cho những người tu hành, tu mình tu thì mình được, nhưng riêng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng bằng cái lòng đại bi, đại trí và đại nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và lòng đại từ đại bi của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, Ngài tuyên thuyết kinh này rồi sai các vị Bồ Tát, các vị thần linh trong khắp pháp giới đều cùng với Bồ Tát Địa Tạng để hộ trì kinh này và giúp đỡ gia hộ cho những người thọ trì đọc tụng kinh này, còn sống thì được phúc báo, được tiêu nghiệp chướng. Và đặc biệt là khi hết báo thân này, chúng ta vĩnh viễn không bị đọa vào trong 3 đường ác nữa. Trong kinh nói là người mà thọ trì, nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh Bồ Tát Địa Tạng thì vĩnh viễn không bị đọa vào trong đường ác nữa.
Vì sao trong kinh lại nói như vậy? Vì đọc tụng thọ trì kinh Địa Tạng, chúng ta hiểu được cái lý nhân quả mà Đức Phật đã nói ở trong đó. Giáo lý của Phật Đà ở trong kinh Địa Tạng rất thâm sâu, rất huyền diệu, nhưng ngược lại cũng rất là gần gũi ngay với cuộc sống của mỗi tăng ni tín đồ Phật tử của chúng ta, nhất là thời mạt pháp này. Vì sao Bồ Tát Địa Tạng lại kể với Thánh Mẫu Ma Gia là thân mẫu của Đức Phật về gì? Về các địa ngục khổ, vì muốn cho chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề chúng ta này biết được rằng chung quanh chúng ta trong cuộc sống này chết chưa phải là hết, mà chết chỉ là một sự gì? Thay đổi về cái hình thức và cái thân thể, cái trạng thái tâm thức của chúng ta chuyển sang một đời khác mà thôi, tùy theo nghiệp báo. Cái nhân mà chúng ta trồng ngày hôm nay thì sẽ được hưởng cái quả báo hoặc là tốt hoặc xấu ở đời sau. Gieo nhân thiện, nhân lành thì sẽ được quả báo tốt đẹp, thiện lành về đời sau. Nếu còn gieo nhân xấu thì chắc chắn sẽ hưởng được quả báo xấu ác ở đời sau. Đó là về lý nhân quả. Người học Phật mà không hiểu được nhân quả thì chúng ta sẽ không thành tựu được bất cứ ở trên một pháp môn nào. Cho nên ở đây chúng tôi muốn là tăng ni, tín đồ Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta phải đi từ những cái căn bản, đó là hiểu lý nhân quả. Và chúng ta cũng không chỉ có cầu giải thoát cho riêng bản thân mình, mà chúng ta còn phải nghĩ tới ông bà tổ tiên, không chỉ một đời hiện đời mà còn nhiều đời nhiều kiếp về trước. Muốn cho họ cùng được giải thoát, cùng được thoát ly chúng khổ. Cho nên song song với truyền bá kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, chúng ta thủ trì và đọc tụng truyền thêm kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để làm cái chỗ sở y cho các tăng ni và Phật tử mới vào cửa đạo. Chúng ta đọc tụng thủ trì kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, không chỉ được Bồ Tát Địa Tạng mà còn được chư Phật khắp mười phương, chư Đại Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, Pháp Thiện Thần khắp mười phương cũng đồng là hoan hỷ, phóng quang minh và tiếp dẫn những chúng sinh tội khổ ở trong ba đường ác đạo mà có đủ duyên lành, họ ăn năn sám hối, đủ duyên lành thì được đầu thai, được siêu thoát về các cõi thiên giới, thiện giới và các cõi tốt hơn. Đó, thì đấy là những cái mà chúng ta nhất tâm hành trì lễ bái thì có những cái điều cảm ứng bất khả tư nghị đó nó xảy ra. Nhưng con mắt thường chúng ta không thấy được, nhưng chúng ta đủ niềm tin thì chúng ta vẫn có những cảm nhận được. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học vào phần kinh tiếp theo. Trong văn kinh ấy, bây giờ vô độc vừa bảo với Bồ Tát Địa Tạng xong như vậy thì Ngài liền cung kính chắp tay xá chào mà lui. Thánh nữ ngay khi ấy như người tỉnh giấc mộng, liền đi đến trước tháp cung kính mà cúng dường Đức Phật Giác Hóa Định Tự Tại Vương Như Lai. Cúng dường Phật xong rồi, Ngài liền phát nguyện rằng: con nguyện từ nay cho đến tận cùng ở đời vị lai, nếu có chúng sinh nào mắc vào các tội khổ thì con sẽ lập ra nhiều các chức phương tiện khiến cho chúng sinh đó thảy đều được giải thoát. À, chúng ta thấy qua đoạn văn kinh này thì chúng ta lại bắt đầu là Thánh nữ Bồ Tát Bà La Môn bắt đầu là phát đại Bồ Đề tâm từ đó. Thấy cái chúng sinh đau khổ nhiều quá, đau khổ quá nhiều, cho nên là Ngài bắt đầu phát đại Bồ Đề tâm thể độ chúng sinh. Đầu tiên là xuất phát từ cái tấm lòng hiếu thảo cứu độ mẹ mình, nhưng vì vào đó thì thấy là chúng sinh quá khổ, mẹ mình khổ, chúng sinh khổ cũng như thế thôi, tất cả chúng sinh khổ giống như cũng như là mẹ mình khổ. Tâm của Bồ Tát khi mà có cái nhìn từ bi và bình đẳng như vậy thì mẹ mình đau khổ như thế nào, Ngài thấy là chúng sinh cũng đau khổ như thế. Đó. Chúng ta là người tu học Phật Pháp thì phải phát được cái tâm đó, cái tâm Bồ Đề đó, cái tâm bình đẳng đó. Tâm bình đẳng đó được thể hiện như thế nào?
Đối với người tu hành của chúng ta, bất luận là xuất gia hay tại gia, chúng ta đã phát nguyện theo Phật, cầu Phật chân chính, thì chúng ta phải phát được cái bồ đề tâm, khởi cái lòng lành thương tưởng tất cả chúng sinh giống như người thân của mình ạ. Thậm chí chúng ta phải thương họ hơn là thương bản thân của mình ạ. Làm được như thế tức là làm hạnh của gì? Hạnh của Phật, hạnh của Bồ Tát, hạnh của các vị hiền thánh tăng. Phật Bồ Tát đã phát tâm như thế nào chúng ta cũng phải học các ngài phát tâm như thế. Nhưng chúng ta thì hàng sơ học, tức là mới biết tới Phật Pháp, mới bắt đầu đang học tu, thì chúng ta đi từng bước dần dần. Ví dụ như Phật tử tại gia, khi Đức Phật còn tại thế, ngài dạy chúng ta cái phương pháp là nuôi lớn bồ đề tâm. Đó chính là gì? Một tháng là 6 ngày ăn chay. 6 ngày ăn chay trường này chính là nuôi lớn bồ đề tâm. Vì sao lại nói như vậy? Vì nghĩ tới tất cả chúng sinh, nó có sự sống, nó cũng ham sống sợ chết như con người chúng ta vậy. Nó cũng có gia đình. Chúng ta đừng nghĩ rằng các loài súc sinh không có gia đình. Con chó, con mèo nó có gia đình không các quý vị? Có gia đình. Con lợn có gia đình không? Cũng có gia đình. Chúng ta thấy con lợn mẹ nó sinh ra những con lợn con, và nó cũng biết yêu thương, nó cũng biết gì. Những con lợn con nó mới sinh ra chưa biết ăn đó, nó đói nó gì, đòi mẹ nó bú rồi thì mẹ nó cũng gì, mẹ nó cũng tìm vào một cái góc nào đó sạch sẽ để nằm cho con nó, cho con nó bú. Và con người chúng ta cũng thế, nhận đến con trâu, con bò, con chó, con lợn đều thế cả. Rồi con cá, chúng ta nhìn thấy cái con cá quả mà nó sinh cái đám con nhỏ của nó và nó bảo vệ đám con của nó kinh lắm. Mà những đám con của nó cũng có tình với người mẹ ghê lắm. Tôi xem một cái đoạn video clip mà tôi chảy nước mắt, là có một cái bác thợ đi câu. Đây là người bên châu Âu, không phải người Việt Nam chúng ta. Người Việt Nam chúng ta thì chắc phải tìm cách để vớt cả đàn con nó luôn. Một cái bác đi câu, một cái anh đi câu, nó câu được cái con cá quả to. Khi nó câu con cá, nó mắc mồi, con cá mẹ mắc mồi, mắc lưới câu á, thì cả cái đàn con nó mình bé tí tí bằng cái đầu đũa thôi, nó dài khoảng bằng ngón tay út này nhưng mà nó bé hơn. Cả đàn con đến hàng nghìn con cá con như vậy, nó bâu kín mẹ nó vào, nó bâu kín mẹ, khi mẹ nó chuẩn bị nhấc lên bờ là đàn cá con nó bâu kín vào mẹ nó. Nó bâu kín luôn, chạy kín theo mẹ nó luôn. Khi mà cái con cá quả mẹ được nhấc lên thì cái đàn cá con nó cứ chạy vào sát bờ, có con nó còn nhảy theo nữa. Và cái người đi câu đó thấy như thế, họ thấy cái tình cảm của giữa những con cá con với con cá mẹ như vậy. Và cái người đó liền thả con cá mẹ xuống dưới, trả lại dưới lòng sông. Và cho nên ở trên đời chúng ta thấy Đức Phật muốn cho những người tu tập bắt đầu dần dần, đầu tiên là khởi cái tâm từ bi, biết yêu thương, biết tôn trọng mạng sống của muôn loài, của chúng sinh. Bằng cách là gì? Đầu tiên là ăn chay một tháng 2 ngày, rồi cho đến tháng 6 ngày, rồi đến tháng gì 10 ngày. Và dần dần chúng ta quen, cái lòng từ bi chúng ta sinh ra, tâm bồ đề chúng ta lớn thêm. Trong A Lại Gia Thức chúng ta, khi chúng ta phát bồ đề tâm, khởi cái từ bi tâm đó mà tu á, thì trong A Lại Gia Thức của chúng ta dần dần nó chuyển biến từ cái chỗ tâm tối u mê thành gì? Thành sáng suốt thanh tịnh. Bởi vì tàng thức A Lại Gia của chúng ta ví như cái kho ạ. Chúng ta gieo cái chủng tử thiện vào thì hạt giống thiện nó nảy nở ra. Chúng ta gieo cái chủng tử xấu thì hạt giống ác nó cũng sản sinh ra. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là quán chiếu và phát khởi lòng từ bi dần dần bằng chính những hành động hàng ngày của chúng ta thiết thực. Đó là ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, san thiền, giữ giới, vân vân. Tất cả những cái đó cũng chỉ để nuôi lớn cái tâm bồ đề của chúng ta mà thôi, làm cho nó sáng rõ cái tâm đạo của chúng ta mà thôi. Vậy cho nên ở đây Bồ Tát Địa Tạng khi mà thấy chúng sinh đau khổ như vậy, ngài quán chiếu được ngay, coi tất cả sự khổ đau của chúng sinh cũng giống như sự khổ đau của mẹ mình. Vì vậy cho nên ngay đó Địa Tạng Bồ Tát đã phát được đại bồ đề tâm. Đây gọi là đại bồ đề tâm. Đại tức là to lớn.
Bồ đề tức là chỉ cho cái lòng từ bi hỷ xả đầy đủ viên mãn không khuyết thiếu vậy. Cho nên ở đây chúng ta học Phật, học ở cái gì? Tụng kinh, tụng ở cái gì? Tụng kinh không phải là chỉ đọc kinh xong để cầu nguyện là Phật Bồ Tát ban phúc giáng họa cho chúng ta. Tụng kinh là chúng ta phải y giáo phụng hành theo theo trong kinh, dần dần làm từ thấp cho đến cao. Cái gì chúng ta làm được trước thì nên làm trước, đó gọi là trì kinh. Đầu tiên chúng ta sẽ đọc kinh này. Chúng ta bây giờ đang ở trong giai đoạn gọi là đọc kinh. Đã. Đọc để làm gì? Đọc để hiểu, để biết đã. Khi mà chúng ta thuộc lòng rồi, chúng ta nhìn lướt qua mà chúng ta vẫn đọc được thì lúc đó gọi là gì? Gọi là tụng kinh. Đầu tiên là đọc kinh, tiến lên một bước, thứ hai là tụng kinh. Đến bước thứ ba gọi là gì? Là trì kinh, hay gọi là thụ trì kinh. Trì tức là giữ, là nắm giữ. Mà nắm giữ ở đây có nghĩa là làm theo. Lấy cái bộ kinh đó dần dần chúng ta học tập và làm theo. Ví dụ chúng ta là đọc, tụng và thụ trì kinh Địa Tạng. Thì ngày đầu tiên như dạo này chúng ta là đang học để đọc này. Đang đọc này. Rồi tiến lên một chút nữa là tụng này. Khi mà chúng ta thông rồi, đọc lâu lâu đi rồi á, gần như thuộc lòng rồi á, mà thuộc lòng được thì càng tốt, thì đó gọi là gì? Gọi là tụng kinh. Rồi bắt đầu chúng ta nghiên cứu, nghiền ngẫm về giáo lý mà Đức Phật dạy chúng ta ở trong trong bộ kinh Địa Tạng này. Đức Phật và Bồ Tát Địa Tạng, chư đại Bồ Tát dạy chúng ta bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Thì chúng ta phải học dần dần phải bỏ ác. Cái đầu tiên là phải bỏ ác. Rồi sau cái bỏ ác và tiến lên là chúng ta gì? Làm lành. Làm lành bằng cách nào? Rất nhiều cách để chúng ta làm lành. Bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, đọc tụng kinh văn đại thừa, vân vân, đều là những việc gì? Đều là những việc thiện. Nói năng hành động khiến cho người hoan hỷ vui vẻ, khuyến hóa dạy bảo cho người biết tụng kinh niệm Phật, biết bỏ ác làm lành như mình, đó chính là hành thiện, đó chính là làm lành. Những cái điều nào xấu ác có thể sẽ đến với chúng ta thì chúng ta cố gắng lánh nó đi, tránh nó đi, gọi là lánh giữ. Lánh giữ tức là những việc xấu ác chưa đến, chuẩn bị đến thì chúng ta lánh được thì cố gắng lánh đi, đừng có tạo tác nữa. Thậm chí biết cái việc đó, làm việc đó là chúng ta có tiền, thậm chí có rất nhiều tiền, nhưng mà biết là xấu ác thì nhất định không làm, nhất định không làm. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào? Người xuất gia và Phật tử tại gia chúng ta phải học theo kinh Phật, làm theo lời Phật dạy, đó chính là chúng ta hưng long tam bảo, đó là chính là chúng ta hộ trì Phật Pháp, trên thì cầu giáo pháp của Đức Phật để minh tâm kiến tính, dưới thì có thể cảm hóa được chúng sinh, thu phục được lòng người, khiến cho họ phát khởi tín tâm mà quý kính tam bảo, tán thán tam bảo, khen ngợi tam bảo, và thậm chí là còn quy y theo tam bảo, nương vào tam bảo để tu tập, để hành trì nữa. Trách nhiệm và bổn phận của Phật tử chúng ta là phải làm cái điều đó. Tăng ni xuất gia và Phật tử chúng ta cũng phải làm điều đó. Tất cả chúng ta đều phải làm điều đó, đó chính là người học Phật. Đấy gọi là học Phật chân chính. Đó. Cho nên ở đây, khi mà chúng ta học, chúng ta thấy Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm như thế. Chúng ta đọc không là chỉ có thấy như vậy và chúng ta cứ thấy như vậy là chúng ta cười, hoặc chúng ta thấy hoan hỷ quá, Bồ Tát làm được điều đó hoan hỷ quá. Mà thực tế là chúng ta cũng phải học và làm như thế. Chúng ta chưa làm một kiếp, chưa làm được lớn như là Ngài, chưa phát đại bồ đề, được đại bồ đề tâm như Ngài, thể độ hết thảy chúng sinh như Ngài. Nhưng chúng ta cũng phải, trước tiên là phải độ cái chúng sinh ở trong chúng ta đã. Thế nào là độ chúng sinh ở trong chúng ta? Tham sân si đó chính là cái gốc của chúng sinh. Đó chính là căn bản phiền não của tất cả chúng sinh. Tất cả phiền não, tất cả sự khổ đau đều do tham sân si ba độc này mà ra. Cho nên thể độ tất cả chúng sinh tức là chúng ta dần dần làm giảm cái tham, cái sân, cái si trong mỗi con người chúng ta đi. Phương pháp tín nguyện trì danh
Đức Phật A Di Đà để cầu nguyện vãng sinh là một cái pháp môn thù thắng, không phải ai cũng có thể tin được, và không phải ai cũng có thể đủ phúc đủ duyên để nghe được, để tin được. Thậm chí nghe đấy nhưng mà họ chưa khởi niềm tin. Vì sao? Vì chính trong kinh A Di Đà Đức Phật đã nói gì? Kẻ đó không gì ạ, không có phúc đức nhân duyên và thiện căn với A Di Đà Phật, cho nên họ không nghe. Mặc dù người đó rất là trí tuệ, thậm chí người đó đã xuất gia lên ngôi hòa thượng thượng tọa rồi, nhưng vẫn không tin được. Vì sao? Vì cái thiện căn với họ với A Di Đà Phật không có, chưa gieo bao giờ. Cho nên với những người như thế, mình đem kinh Vô Lượng Thọ trao cho họ, chắc chắn họ sẽ không tin, họ sẽ không nghe. Và không tin không nghe thì đương nhiên họ sẽ không thọ trì đọc tụng. Không thọ trì đọc tụng thì đương nhiên sẽ không được lợi ích ở trong đó. Rồi nữa, có những chúng sinh khổ ở trong những đường ác đạo, ví dụ như đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Chúng ta biết rằng qua kinh A Di Đà thì chúng ta thấy họ không có đủ công đức phúc báo để vãng sinh. Vì trong kinh A Di Đà Đức Phật Thích Ca nói là gì? Này Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng một chút thiện căn, phúc đức, nhân duyên mà có thể được sang sinh sang thế giới kia đâu. Có nghĩa là A Di Đà Phật, Ngài tuyển chọn, lòng từ bi của Ngài giống như người mẹ thương đứa con đỏ, nhưng mà Ngài phải tuyển chọn xem chúng ta có đầy đủ tín nguyện hạnh để vãng sinh về đó chưa. Nếu chưa đầy đủ tín nguyện hạnh thì tuyệt nhiên không có phần về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên ở đây chúng tôi mới thấy rằng, quán xét sâu xa ra mới thấy rằng có mấy người tin được tịnh độ thù thắng, có mấy người hành trì và tu tập phát nguyện vãng sinh được về Tây Phương tịnh độ thù thắng. Hòa Thượng Tịnh Không dẫn lời của sư phụ của mình là Ngài Lý Bình Nam nói rằng thời mạt pháp này có hàng ngàn người niệm Phật nhưng chỉ được có 1-2 người vãng sinh thôi. Vậy được có 1-2 người vãng sinh, còn 998 người kia đi đâu? Các vị biết đi đâu? Xoay chuyển ở trong vòng luân hồi lục đạo này vậy. Mà xoay chuyển trong vòng luân hồi lục đạo mà hết phúc rồi thì đọa vào trong ba đường ác. Đọa trong ba đường ác. Cho nên á, đây là cũng là một cái điều mà chúng ta cũng phải suy nghĩ. Các tổ á, thì dạy chúng ta là chỉ cần trước khi lâm chung gặp được tăng ni hoặc Phật tử trong đạo tràng nhất tâm đến để trợ niệm cho, và người đó cũng nhất tâm tín nguyện chỉ danh hiệu Phật được 10 câu sẽ được vãng sinh. Nhưng mà chúng ta biết thử hỏi rằng có mấy người được như thế. Thậm chí cả đời mình tu tập nhưng đến khi chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay, cái nghiệp báo oan gia trái chủ của mình nó nhiều, nó kéo đến trùng trùng điệp điệp, và nó mượn thân thể, mượn ý chí của họ hàng người thân của mình, và họ thì họ áp đặt cái việc mà tăng gia của mình khi mình mất đó. Mình chuẩn bị nằm xuống một cái, họ hàng con cháu nó kéo về, nó bảo là gì? Đòi làm mình di chúc, làm theo nghi thức Phật giáo, đó là không chống kèn, không sát sinh, không khóc lóc, mà chỉ có niệm Phật và niệm Phật mà thôi. Nhưng nó bảo không. Thậm chí các vị biết có những Phật tử đến đây, chúng tôi đã biết rồi, làm cả di chúc rồi, nhưng mà vừa nằm xuống một cái con cháu nó hủy di chúc ngay, nó không làm theo. Nó bảo là bà di chúc thì làm cho bà vui thế thôi, chứ còn thì mình phải quyết định chứ. Và nó quyết định nằm xuống một cái, nó gọi ông thầy cúng thầy mo về, nó cúng cho thịt gà thịt chó, nó cúng cho đầy trên mâm. Lúc còn sống thì ăn chay phóng sinh tu phúc, nằm xuống một cái nó đã thịt gà thịt lợn nó đầy, đặt đầy lên trên cái bàn thờ của mình rồi. Đó là gì? Đó chính là oan gia trái chủ, đó chính là nghiệp báo nó lôi kéo mình lại. Trong bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng Kinh nói là gì? Nói là khi mà mình gia đình mình có người mất á, mà cái gia đình người đó vừa đem sát sinh hại vật á để cúng tế quỷ thần á, Đức Phật nói là không được lợi một chút nào, ngược lại còn làm hại cho cái vong mà mới mất kia. Vì sao? Vì phải đi gì ạ? Đi đối chất. Trong cái cơ hội đáng lẽ thì được vãng sinh, nhưng mà phải đi đối chất. Vì sao phải đi đối chất? Vì khi mà gia đình chúng ta sát sinh hại vật thì chính những cái con vật kia, nó nói nôm na như thế gian chúng ta còn có, nó vác đơn nó gì, nó kiện đến Diêm Vương, nó đến 10 điện Diêm Vương nó kêu gì,
nó kêu oan, nó bảo tại cái gì, cái ông kia, cái bà, cái anh kia, chị kia, thì tôi mới gì, tôi mới mất mạng. Và bây giờ gì, Diêm Vương cũng phải công bằng, vì Diêm Vương là Bồ Tát mà. Bồ Tát thì phải công bằng thôi. Trong kinh Địa Tạng, các vị Diêm Vương, các vị quỷ thần chủ về, cai về các ngục, đó chính là các vị Bồ Tát thị hiện. Nhưng là Bồ Tát chủ mình thế gian đó, chỉ còn có 170 đời nữa là gì, là thành Phật. Đó, đó là các vị Bồ Tát thị hiện. Hàng Bồ Tát là đẳng giác, thị hiện ra ở cái cảnh giới đó để dẫn dắt chúng sinh. Mà Bồ Tát thì đương nhiên không được thương những người theo ông, mà ghét những người thì không theo ông rồi. Mà chúng tôi cũng theo mà, nhưng mà cái phúc báo của chúng tôi kém, cho nên chúng tôi mới làm súc sinh. Nay tôi bị giết, ông phải xử thế nào thì xử, phải công bằng. Cho nên Diêm Vương bắt buộc cũng phải, phải gì, cho ngưu đầu ngục tốt là đi đến để lôi cái kẻ đó xuống để hỏi tội xem. Trước khi mất ông có gì, ông có bảo người nhà làm ma to cho tôi không, để mở mày mở mặt cho gia đình dòng họ không? Bà có dặn con cháu phải giết gà mổ lợn để làm ma to, để cúng bái quỷ thần để cho tôi ở dưới kia không bị đói khát không? Có chứ. Cũng giống như ở trên thế gian chúng ta mà, khi mà có một cái vụ án mạng xảy ra thì bên ngành công an, bên ngành tòa án, họ không chỉ bắt một người, mà người nào có liên quan có mặt ở đó, tiền thì gì, nhẹ thì họ mời đến, nặng thì gì, viết giấy triệu tập đến, họ nghi ngờ là có đồng phạm thì triệu tập đến để sao? Để họ tra hỏi, xét hỏi cho kỹ càng thì mới vào gì ạ, mới vào bản án, khi đó mới ra xét xử được. Thì cõi dương chúng ta thế nào thì cõi âm cũng như thế các quý vị ạ. Cho nên rằng á, trong kinh Địa Tạng nói rằng á, nếu mà gia đình chúng ta mới có người nằm xuống mà con cháu người thân sát sinh hại vật, người đó cho dù có công đức tu hành rất lớn, đáng lẽ được đi vãng sinh ngay, nhưng mà do người thân không hiểu biết làm những cái việc đó khiến cho cơ hội vãng sinh của người đó bị dừng lại. Ví dụ như A Di Đà Phật đang chuẩn bị đến để phóng quang minh tiếp rước chúng ta, nếu chúng ta là hành giả tịnh độ, ngài đang chuyển người đến thì ngài thì lại thấy con cháu chúng ta sát sinh hại vật, mấy con lợn, mấy con gà, thậm chí cả con trâu, con bò lên đấy chẳng hạn, hoặc là bao nhiêu những sinh linh nhỏ bé, bồ câu, xe sẻ, vân vân đem về để làm thịt, để giết mổ, trong khi gia đình chúng ta mất như thế chẳng hạn. Thì A Di Đà Phật có phóng quang tiếp dẫn đi chăng nữa, nhưng mà lúc đó thập điện Diêm Vương cử sứ giả đến bạch với A Di Đà Phật rằng á, xin Đức Thế Tôn, trường hợp này là chưa cho đi được, vì con đang có đơn kiện ở dưới kia kìa. Cho nên là A Di Đà Phật thấy như vậy thì đương nhiên nếu mà ngài cứ rước đi thì đương nhiên là gì, cái quy luật nhân quả ở trong thế gian này bị đảo lộn hết, đúng không? Đảo lộn hết. Cho nên A Di Đà Phật trong kinh chúng ta phải nhớ về Đức Phật nói rằng gì, phải đầy đủ thiện căn này, phúc đức này, nhân duyên này, đầy đủ ba yếu tố này thì mới A Di Đà Phật mới đến tiếp rước vãng sinh, chứ không phải là ai cũng vãng sinh được đâu. Chúng ta nhớ Hòa Thượng Thỉnh Không nói là, dẫn lời của sư phụ của ngài là, thời mạt pháp 1000 người tu hành chỉ có đến được 1 hoặc 2 người mà thôi. Muốn biết là chúng ta có thực sự tín tâm và xả bỏ được hay không, muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc được phải gì ạ? Trước tiên là phải gì? Phải xả được. Xả cái gì? Xả tất cả những cái gì mà cha chúng ta đắm chấp cho là gì? Cho là của ta. Đây là nhà của ta, đây tài sản của ta, đây vợ của ta, đây chồng của ta, đây con của ta, đây cháu của ta, đây công danh tiền tài của cải vân vân của ta đã làm cả một cuộc đời, bây giờ mới tích cóp được thế này, và cho nên này là của ta. Muốn biết được vãng sinh hay không, tôi có một bài toán thử rất dễ thôi, nó có thể ứng được khoảng 10%. 21 ngày mở pháp hội Địa Tạng, xả đi ở lại 21 ngày thử xem ở được không. Chắc chắn chỉ được khoảng 1/10 trong này là bạch thầy con có thể ở được, còn lại thì bạch thầy con gì, thôi thầy cho con kinh con về nhà con tụng, hoặc là gì, bạch thầy nhà con ở nhà, nay con đi gì, con trốn gia đình, con không đi, đi vậy thì tối là chiều tối là về ngay. Rồi có người thì bạch thầy con chỉ đi được vào thứ bảy chủ nhật thôi, vì còn phải trông cháu, cho trong nhà cho con, nhà con đi làm đủ các thứ hết. Cho nên á, chính vì vậy nếu mà gì, cái ngã chưa xả được
thì đương nhiên chúng ta đừng có mơ mộng đến chuyện vãng sinh. Không xả được cái sự chấp ngã và tài sản của ngã đó, tức là của ta đó, gia đình của ta, mọi cái của ta đó, thì đừng có nói đến chuyện vãng sinh. Đó, trong kinh nói là một ngày đến bảy ngày được vãng sinh, nhưng mà phải gì, dành cho người nhất tâm bất loạn. Trong kinh nói là 10 niệm lúc lâm chung được vãng sinh, nhưng mà người đó phải gì ạ? Phải đầy đủ thiện căn phúc đức nhân duyên, cái thứ nhất. Cái thứ hai, trong lúc 10 niệm đó chúng ta buông xả được hoàn toàn, một lòng chỉ cầu vãng sinh trong giây phút đó thôi. Nhưng ai dám đảm bảo khi đó chúng ta một lòng cầu vãng sinh? Chả ai đảm bảo được là khi đó chúng ta một lòng cầu đảm bảo vãng sinh cả. Mà khi đó chúng ta lại có thể nhớ đến là gì? Còn mấy cái vàng hay là mấy chỉ vàng để ở trong tủ, không biết là nó có biết để nó lấy ra nó tiêu không? Không biết thì bỏ đấy, mà mất đi thì tiếc quá. Chỉ cần khởi một cái niệm đó đang lúc niệm Phật là gì? Mất tiêu rồi, coi như là dầu hết đèn tắt rồi. Đó, không phải đơn giản các quý vị ạ. Cho nên phải tu, để tu từ khi còn trẻ, tu từ khi còn khỏe, biết đến Phật ngày nào phải tu ngày đó để cho tiêu nghiệp đi. Rồi trong kinh Địa Tạng nói không chỉ bình thường đâu, con người ta cái nghiệp mà nặng khi chết á. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói là Bồ Tát Địa Tạng dẫn chứng là khi mà con người ta mới mất, có những gì, những quỷ thần gọi là oan gia trái chủ của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp đời trước, nó hiện đến nói gì, nó làm thậm chí thì những cái quỷ thần mà lớn thiên ma nó hiện làm giả cả gì, cả A Di Đà Phật nữa, có giả cả Phật nữa, nó hiện đến nói gì, nó rước chúng ta và chúng ta tưởng là Phật và đi theo nó, đi ra khỏi cái thân thể một cái đi được một chút nó quay lại, nó hiện là nguyên hình, nó cười cạc cạc, chúng ta chả làm được gì nó nữa, thế là nó tóm nó lôi đi. Rồi á, kinh Địa Tạng còn nói nó hiện ra là người gì, rằng là ông bà cha mẹ người thân của chúng ta, bạn bè thân thiết của chúng ta đến rủ chúng ta đi, giống như là một cuộc đi chơi á. Và chúng ta lúc đó đang ốm nặng, nằm nặng rên khừ khừ ở trên giường, và chúng ta thần thức chúng ta cứ nghĩ là mình đi chơi, nhưng thực tế là gì, là oan gia trái chủ đến nó lừa chúng ta và rước đi ra khỏi tấm thân rồi. Thế là tức là thân của chúng ta chết, không quay trở lại được nữa, và bây giờ nó tự do tự tại, nó bắt chúng ta đi, đem đến trước thì nó lôi đến trước điện tiền Diêm Vương và nó mới kiệm chúng ta. Đó, thế làm thế nào cho hết? Trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng nói rằng á, bây giờ chỉ cần là gì, gặp được tranh ảnh và tôn tượng, và kinh điển bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, người còn sống ở trên đời này đó, tức là người thân đó, nhất tâm thủ trì kinh Địa Tạng từ một ngày cho đến bảy ngày, nhân đến 21 ngày hoặc nhiều hơn thì càng tốt, lấy công đức đó để hồi hướng cho những người đang ốm kia hoặc những người vừa mới mất kia, thì đều được thoát đi khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trừ tội ngũ nghịch. Trừ tội ngũ nghịch, còn lại thì đều được thoát đi hết. Vậy nay chúng ta có những người đến chùa thì trong cuộc sống á, gia đình có chuyện thì đến chùa thì cũng xin là nhà chùa chỉ bảo cho phương pháp để mà giải trừ nghiệp chướng. Thế khi chúng tôi cũng đưa cho quyển kinh Địa Tạng bảo về chịu khó đọc tụng đi, chịu khó đọc tụng hàng ngày. Thế về đọc tụng được, bảo được 21 ngày. 21 ngày sau đến bảo là bạch thầy, tại sao mà con đọc 21 ngày rồi mà vẫn chưa cảm thấy là giải quyết hết những cái vấn đề khúc mắc trong gia đình, con thằng con này con nó hư, nó vẫn hư, vân vân. Thì chúng ta biết rằng á, cái tâm thành nó đạt đến cái mức mà cùng cực thì nó mới cảm. Còn ở đây chúng ta bảo về đọc 21 ngày, mặt chữ chúng ta còn chưa thuộc, đọc còn sai be sai bét, mà lúc khi đang đọc thì lại suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái nọ, suy nghĩ cái kia, tâm chúng ta nó chạy nhảy cái linh tinh ra. Vậy làm sao mà thử hỏi rằng mà bình thường người ta 21 ngày thì được, nhưng mình 100 ngày chưa chắc đã được. Vì sao? Vì cái tâm của mình nó chưa được là thành kính, mà nó còn uế tạp nhiều lắm, nó còn vọng động nhiều lắm. Đó. Ở đây thánh nữ chỉ thấy là có đến đây chỉ có một thời gian ngắn thôi mà cảm được,
cảm được. Thì cái điều này thì ở trong chùa chúng tôi cũng có trường hợp rồi, có trường hợp thấy rồi. Có những trường hợp mà tới chùa mà thậm chí mà cái người họ đem đến đây ốm đau, bệnh tật, thậm chí là điên khùng, nhưng mà bằng tất cả cái tấm lòng thành của cả người thân cũng như cái bệnh nhân đó, có những người một tuần là khỏi, có những người có khi khỏi ngay trong ngày luôn, nhưng cũng có những người phải về phải vài tháng sau mới khỏi. Thì nó tùy vào cái mức độ, cái nghiệp báo của mỗi người là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cũng tùy vào cái lòng thành của họ, nó tha thiết. Như ở trong kinh này nói là Đức Phật nói là cái thấy là cái sự tha thiết hơn những người bình thường khác, cái lòng thành kính hơn những người bình thường khác thì sẽ đạt được cái sự mong cầu. Sau khi vừa nghe thấy Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai nói như vậy thì thánh nữ liền là ngất xỉu, mình gọi là ngất xỉu, ngã lăn té xuống đất thì mình gọi là ngất xỉu. Sau khi ngất xong rồi thì lâu lâu người mới tỉnh lại, mọi người đỡ dậy, thì thánh nữ là liền bạch với Đức Phật là gì? Con nay đang sắp chết, kính xin Đức Như Lai từ mẫn chỉ bảo cho mẹ con hiện bây giờ đang thác sinh chỗ nào, an vui hay cực khổ. Thì vì sao bà thánh nữ lại, cái cô con gái bà La Môn lại nói là mình sắp chết? Vì mới ngã ngất lăn ra ở dưới đất thì cái sức khỏe nó quá yếu. Mới tỉnh dậy thì đương nhiên thì chúng ta thấy là ai mới mà ốm đau dậy thì chúng ta thấy sức khỏe chúng ta suy sút đi rất nhiều. Mà người mà nhất là mới ngất xong như vậy dậy thì người nó rất mệt. Thế cho nên trong cái khoảng thời gian cô ấy thấy rất mệt đó, cô ấy bạch với Đức Phật là con đây đang sắp chết rồi, có khi không sống được bao lâu nữa, xin Đức Thế Tôn là gì thương tình mà chỉ bảo cho, vân vân. Thì tiếp theo trong đoạn văn kinh tiếp theo thì bây giờ chúng ta thấy ngay lúc bấy giờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai liền bảo với thánh nữ kia rằng con cúng dường ta xong thì sớm quay về nhà, thân ngồi cho ngay thẳng và niệm danh hiệu ta, thì con sẽ biết được hiện giờ mẹ của con đang thác sinh nơi nào, an vui hay khốn khổ đó. Hay là an vui hay là đau khổ, vân vân đó, thì có thể được. Thì ở đây chúng ta thấy một cái tình tiết nữa, qua cái đoạn văn ngắn như vậy thôi, thì chúng ta thấy cái Đức Phật bảo là cúng dường xong thì sớm quay về nhà, thân ngồi cho ngay thẳng và niệm danh hiệu của Ngài. Đó. Vì sao phải ngồi cho ngay thẳng? Ngồi ngay thẳng tức là thể hiện gọi là đầy đủ cái uy nghi phép tắc. Thân ngồi ngay thẳng tức là ngồi thể hiện cái đầy đủ uy nghi phép tắc, đầy đủ cái sự trang nghiêm về gì, về thân tướng. Đức Phật và Chư Tăng hóa độ chúng sinh thì cái thân tướng của các ngài gọi là thân giáo, còn miệng của các ngài thuyết pháp giảng đạo thì gọi là khẩu giáo. Ở trong Phật pháp nó có hai, đó là thân giáo và khẩu giáo. Giáo dục nó ở trên hai phương diện, cả thân giáo và khẩu giáo. Những người thân giáo thì thường là lấy giới luật để làm nền tảng. Những người mà lấy khẩu giáo thường là lấy gì, kinh luận để làm nền tảng. Kinh và luận tức là hai bộ, bộ kinh và bộ luận, để làm nền tảng để hoằng pháp. Còn người mà dùng bằng thiên về thân giáo thì thường họ nương vào bộ luật, chuyên trì luật, chuyên trì giới luật, hành trì đầy đủ các oai nghi tế hạnh ở trong luật tạng của Đức Phật đã dạy. Mỗi một bước đi, mỗi cử chỉ hành động đều có thể là khuôn phép để cho trời người nương vào đó để mà tu tập, mà noi theo. Ví dụ một vị sư phụ, một vị pháp sư khi mà lên trên bục giảng thì oai nghi phép tắc phải như thế nào? Oai nghi phép tắc phải như thế nào? Cái thứ nhất đó là về y phục của vị pháp sư nó phải trang nghiêm, đứng lên trên bục giảng nó phải trang nghiêm. Quy định của Phật chế Chư Tăng phải đắp y phục như thế nào thì mình phải đắp y phục như thế. Ví dụ như thầy lên bục giảng chẳng hạn,
mà thầy chỉ mặc một cái bộ quần áo ngắn, như là khi mình lao động thôi chẳng hạn. Thế như vậy về thân giáo có đầy đủ oai nghi của một vị pháp sư không? Vì khi lên ngồi trên bục giảng, ngồi trên tòa giảng đem tuyên diễn giáo pháp của Đức Phật, nghĩa là đang thay Đức Thế Tôn để truyền bá giáo pháp của ngài đến với quảng đại quần chúng, dẫn đến chư thiên quỷ thần và loài người, chứ không phải là mình các vị ngồi ở đây đâu. Ví dụ như trong pháp hội giảng kinh Địa Tạng này, các vị thì chỉ thấy là một số ít các Phật tử, 100-200 người như thế này thôi, nhưng mà chung quanh thì còn có thì các vị thần linh, thiên long bát bộ hộ pháp hiện thần cũng đầy rẫy đây, thậm chí nhân đến cho các vị Bồ Tát sơ phát tâm nhẫn đến thập địa, các ngài cũng đến để nghe, đến để tùy hỷ, đến để cúng dường và đến để hộ trì. Cho nên một vị pháp sư mà lên trên bục giảng thuyết Tam Tạng Thánh Điển kinh luật luận của Đức Như Lai mà lại mặc cái bộ quần áo ngắn như là đi lao động chẳng hạn, thì đương nhiên về oai nghi về thân giáo là không đầy đủ oai nghi tế hạnh để là một vị pháp sư, một vị giảng sư ở trên tòa giảng. Hay lúc lên lễ Phật cũng thế, tụng kinh cũng thế, lúc lễ Phật tụng kinh là phải y áo cho trang nghiêm, thời khóa vào cái thời khóa chúng ta hành trì á là y áo trang nghiêm chỉnh tề đó. Hãy các Phật tử chúng ta cũng vậy, chúng ta đi chuyên tu như thế này thì chúng ta cũng phải y áo cho trang nghiêm, đừng có sợ nóng mà cái áo dài không mặc vào, có mà không mặc vì sợ nóng á, đó là khởi cái tâm gì, cái tâm biếng lười, cái tâm là không cung kính, chính vì là sợ nóng thôi cho nên không mặc áo dài để lên thính pháp, mặc dù trong túi chúng ta có mang theo à. Thế như vậy đó là oai nghi phép tắc không đầy đủ à. Không đầy đủ. Cho nên đây các Phật tử chúng ta cũng phải biết, mỗi khi vào các thời khóa hành trì, tụng kinh, lễ Phật, ngồi thiền vân vân chẳng hạn, thì chúng ta phải y áo cho trang nghiêm đầy đủ. Còn ngoài ra những cái lúc mà chúng ta làm công quả, chấp tác, chấp lao, phục dịch vân vân đó, thì chúng ta mặc quần áo bình thường, chúng ta đi qua, chúng ta xá chào vẫn được, không xa. Nhưng lúc đó vì chúng ta đang làm công quả, đang làm Phật sự. Thế cho nên ở đây chúng ta thấy là Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo vị thánh nữ tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng kia rằng ngài phải ngồi cho ngay thẳng và trì niệm danh hiệu của ta. Đó là đầy đủ cả hai pháp, cả thân thì học đạo và khẩu cũng gì cũng học đạo và cũng tu đạo, thân thì tu và khẩu cũng tu, thân thì ngồi cho đoan nghiêm ngay thẳng, còn khẩu thì trì niệm danh hiệu của Đức Phật đấy, tức là cả hai đều tu, thân và khẩu đều cùng nhau tu, phải trang nghiêm như thế đó. Đấy thì một cái điểm này thì chúng ta cũng thấy bình thường, chúng ta đọc thì chúng ta thấy có khi bình thường thôi, nhưng khi học khi nghe giảng chúng ta mới mở mang ra, chúng ta mới thấy rằng cái điểm gì chúng ta còn khuyết thiếu. Thì khi về nhà mỗi cái thời lễ bái hành trì tụng kinh niệm Phật sám thiền vân vân đó, chúng ta phải giữ đầy đủ oai nghi phép tắc khi vào cái thời khóa. Trong suốt 24 tiếng đồng hồ có những lúc chúng ta còn ở ngoài đời thường, chúng ta còn phải làm ăn, còn phải thì oai nghi phép tắc cũng có thể có lúc khuyết thiếu một chút thì còn có thể châm chiếc cho. Nhưng khi mà vào thời khóa hành trì lễ niệm thì phải trang nghiêm, không chỉ đến chùa mà ở nhà cũng vậy. Không chỉ đến chùa có các quý thầy, có sư phụ chúng ta mới đắp y khi lên lễ Phật, mặc áo dài khi lên lễ Phật, mà ở gia đình chúng ta cũng thế. Mỗi khi mà lên thời khóa là phải y áo cho trang nghiêm chỉnh tề, theo như ở trong kinh này Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo với tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát như thế.
chúng ta muốn được lợi ích như thế thì cũng phải học như gì? Cũng phải học như thế. Đó. Một cái điều rất đơn giản là chúng ta muốn lợi ích như thế thì cũng phải học như thế. Đó. Phải tu như thế, phải hành như thế thì chúng ta cũng sẽ được lợi ích như thế. Đó. Câu thứ ba. Đại chàng hỏi là có người hỏi là hai vợ chồng con cùng tụng kinh Địa Tạng theo chùa, nhưng do tính chất công việc, buổi sáng con tụng kinh cùng chồng quyển thượng, đến tối thì tụng tiếp hai quyển còn lại. Nhưng mà nhiều hôm buổi tối do con phải dạy cháu nhỏ học bài nên không tụng cùng chồng được hai quyển, không tụng cùng chồng được nốt hai quyển. Đến sáng hôm sau con lại cùng tụng với chồng quyển thượng, như vậy có công đức không? Con có bị phạm tội gì không? À, không sao, tùy duyên đi. À, người học Phật, người tụng kinh ấy, cũng giống như gì? Giống như người ăn mía. Tôi lấy một cái ví dụ như vậy cho các Phật tử biết. Giống như người ăn mía, ăn khúc gốc, à, khúc giữa hay là khúc ngọn thì đều gì? Tất cả đều gì? Đều ngọt. Nên có cái khúc ngọn á, mình ăn một cái khúc ngọn á, mình khúc ngọn không á thì gì, nó có thể nhạt hơn một chút. Hoặc ăn mình khúc gốc không á thì nó là gì? Nó có thể hơi rắn hơn một chút, nhưng mà gì, vẫn là cây mía ấy, nó vẫn gì, có vị ngọt. Phật tử tụng được quyển thượng thì Phật tử có gì? Có công đức của quyển thượng. Tụng được quyển trung thì thêm công đức của. Tôi lấy một cái ví dụ như tụng quyển thượng, mình quyển thượng không á thì có công đức gì, của ngọn mía chẳng hạn. Tụng quyển trung thì gì? Có thêm công đức của khúc giữa của cây mía. Tụng quyển hạ thì Phật tử có thể thêm cả cái gì, cái gốc của cây mía. Tụng trọn cả ba quyển tức là Phật tử có công đức gì, giống như ăn trọn cả cây mía vậy. Đó. Còn tụng được một quyển thì thôi, coi như mình ăn gì, ăn một khúc của một cây mía, không có tội gì đâu. Chắc chắn Phật không bắt tội chúng ta. Này Phật tử kia, nhà ngươi tại sao lại dám phạm thượng với ta như thế? Nhà ngươi tại làm sao chỉ có tụng quyển thượng mà không tụng quyển trung quyển hạ? Ta sẽ bắt phạt ngươi. Không có cái chuyện đó. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng gì, cũng không đến cầm cái tế trượng mà giống xuống ngay trước mặt chúng ta mà bảo, chỉ mặt ta mà bảo gì, tại sao ngươi gì, ngươi không kính trọng ta trọn vẹn, tại sao ngươi chỉ kính trọng ta có 1/3 mà không gì, không kính trọng ta cả gì, cả 3 phần trọn vẹn? Không có cái chuyện đó. Cho nên đối với Phật pháp á, là gì, đầu giữa và cuối, trong kinh luận nói tất cả đều là thiện. Cho nên là tụng được quyển thượng thì có công đức quyển thượng, tụng được quyển trung có thêm công đức quyển trung, tụng được quyển hạ thêm công đức quyển hạ. Chúng ta hiểu biết được Đức Phật dạy ở trọn vẹn trong bộ kinh để chúng ta thực hành thì công đức chúng ta sẽ sớm được viên mãn. Còn chúng ta chưa được hiểu được hết vì một cái lý do đặc biệt, đó là gì, Phật tử phải chăm các cháu vào buổi chiều buổi tối, cho nên không thể tụng được hết. Có thể chỉ ngày thứ bảy chủ nhật mà con cái nó được nghỉ, nó ở nhà nó chăm con nó thì mình là bà nội hoặc bà ngoại mới có thể đọc được hết cả bộ thôi cũng được, không sao. Nhưng ở đây thầy khuyên thêm, không có thời gian tụng kinh suốt cả 3 quyển như vậy thì Phật tử có thể mở cái đài giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng của Trưởng lão Hòa Thượng Tịnh Không hoặc là Cố Trưởng lão Hòa Thượng Tiên Hóa, hay là bài giảng của thầy về kinh Địa Tạng cũng được, mở ra mà nghe. Khi trông cháu vẫn có thể nghe giảng được. Nghe giảng tâm chúng ta gì? Khai sáng tâm chúng ta, tỏ ngộ chúng ta hiểu ra. À, Phật dạy chúng ta như thế. Trong kinh Phật dạy chúng ta làm như vậy. Đọc kinh không chỉ đọc như con vẹt mà chúng ta phải làm như vậy. Phật dạy như vậy, tổ dạy như thế và thầy giảng như thế. Chúng ta tin tưởng, học tập và làm theo thì công đức đấy mới được trọn vẹn. Đó, thầy khuyên Phật tử này thêm như vậy. Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con hỏi. Con nghe nói lên chùa tụng kinh Địa Tạng và khi tụng sẽ không bị vong theo cũng như bóng đẻ nữa, có đúng không ạ? Con xin thầy giải thích, giải đáp giúp con ạ. Tùy theo. Nếu tụng kinh Địa Tạng mà chúng ta nhất tâm, tức ta dùng tất cả tấm lòng chân thành, thành kính ấy, mà tụng kinh Địa Tạng thì không có vong nào theo được mình cả. Mà nếu có vong theo đi chăng nữa thì tất cả vong đó chỉ theo để hộ pháp, để hộ vệ cho mình. Vong theo để học hỏi nơi gì? Nơi mình mà thôi. Nương theo mình ấy, để học giáo lý của Đức Phật mà thôi. Chứ vong đó không hại được mình. Và cũng không có một cái bóng nào có thể đè được mình nữa.
và mình chẳng đè lại họ thì thôi chứ chả ai đè mình nữa. Nhưng mà phải dùng lòng chân thành để tụng kinh, thành kính tha thiết để tụng kinh, thì sẽ được chư Phật Bồ Tát gia trì cho mình, Thiên Long Bát Bộ gia trì cho mình. Thì khi đó mọi gì, mọi tà ma, mọi quỷ gì, quỷ sứ đều phải lánh xa mình hàng trăm bước, hàng trăm thước, thậm chí gì hàng cây số, nó phải lánh xa mình như vậy. Chứ huống chi là nó có thể gì, nó có thể hại mình và nó có thể bắt được mình. Trong kinh Địa Tạng nói gì, khi mà người đi đâu xa, kể cả vào nơi chiến trường, đau thương súng ống loạn lạc như vậy, nếu tụng được gì, tụng kinh, tụng bộ kinh đó được 3 hoặc 7 bộ kinh đó, 21 biến kinh Địa Tạng đó, và niệm được 10 vạn câu Phật hiệu đó, thì người đó đi vào nơi gì, nơi chiến trường binh đao khói lửa, các cụ ngày xưa nói chỉ có gì, chỉ có khi mà ra chiến trường binh đao khói lửa như vậy, chỉ có là bom đạn tránh mình, chứ mình làm sao tránh được bom đạn. Các vị thấy có ai tránh được bom đạn không? Ra chiến trường thì không có ai tránh được bom đạn, mà chỉ có bom đạn tránh mình thôi. Cho nên ở kinh Địa Tạng nói là người nào mà làm được cái điều đó thì bom đạn đao kiếm tự tránh mình, ác độc rắn rết, sự ác độc của gì, của kẻ cướp, của giặc giã, sự độc hại của rắn rết, của bọ cạp, của hổ lang xài báo cũng đều phải lánh xa mình. Đó, chúng ta thấy thế giới động vật còn phải tránh xa mình, yêu ma quỷ quái không có lý gì là hại được mình cả, mà ngược lại thì còn có Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần, chư Phật Bồ Tát luôn luôn phóng quang minh và gần gũi để gia hộ chúng ta. Cho nên khuyên bạn này, người ta nói lên chùa tụng kinh Địa Tạng về tránh được gì, vong theo và không bị bóng đè nữa, đúng đấy. Nhưng mà điều quan trọng là phải chân thành khi tụng kinh, nhất tâm khi tụng kinh, đừng có là tán tâm mà tụng kinh, tức là dùng tâm tán loạn để tụng kinh á, thì đọc kinh trên đầu môi chóp lưỡi, đọc cho gì, cho có doanh số, đọc cho gì có thời khóa, mà tâm thì nghĩ gì, nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ ăn ngon mặc đẹp, luôn nghĩ gì, nếu mà bạn này là bạn nữ thì luôn nghĩ đến bạn nam, lúc tụng kinh mà luôn nghĩ tới bạn nam á, không nghĩ trong thế, không để tâm trong kinh mà luôn nghĩ tới bạn nam, hôm qua đi chơi vui quá, nay ước gì tí nữa tụng kinh xong bạn lại để gọi điện để đi, nhắn tin để đi, sau này mãi chưa thấy bạn thì nhắn tin để đi, vân vân và vân vân đó. Thì tụng kinh như thế, cho dù tụng 100 năm thì vong nó vẫn cứ theo, mà bóng nó gì vẫn cứ đè. Cho nên đấy gọi là tụng kinh tán tâm, tụng kinh không nhiếp tâm, tụng kinh không chân thành thì sẽ không đạt được như nguyện đâu. Đã có lời nói với giải thích cho bạn như vậy. Vì sao mà chúng ta là một đạo tràng trình độ nay lại tiếp tục khai kinh Địa Tạng, mở pháp hội Địa Tạng? Có những vị Phật tử hỏi chúng tôi rằng vậy thì thầy không làm theo lời dạy của Hòa Thượng Tịnh Không là viện chủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới mà các quý thầy đang theo hay sao? Hòa Thượng chủ trương là nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu. Và thầy cũng đã nhiều lần nói rằng nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu. Vậy tại sao nay lại thầy lại thêm một bộ kinh Địa Tạng và hướng dẫn các tín đồ Phật tử và tăng ni ở trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chỉ tụng kinh Địa Tạng? Vì chúng ta biết Phật Pháp khi Đức Phật còn tại thế, Ngài đã quán xét thấy tận cùng cái nghiệp tính của chúng sinh mà thuyết pháp. Chính vì thế đó, cho nên Đức Thế Tôn Ngài mới thuyết ra đến 84,000 pháp môn tu tập để phù hợp với tất cả căn cơ và sự yêu thích của chúng sinh, nhất là ở thời mạt pháp này. Thì chúng ta biết rằng căn cơ thì không đồng nhau, mỗi người thích một kiểu. Có người thì họ chỉ thích ở lại thế giới này, hoặc là có người thì họ không đủ phúc để tin là có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta biết là để mà tin vào pháp môn tịnh độ, tin là có thế giới Tây Phương Cực Lạc, tin là có Đức Phật A Di Đà, tin mình là người niệm Phật sẽ được vãng sinh, tin được như thế không phải là người bình thường mà tin được.
Chúng ta biết là kể cả người xuất gia tu hành ở trong đạo bao nhiêu năm nhưng vẫn còn không tin vào pháp môn tịnh độ được. Đó. Mà những người không tin vào pháp môn tịnh độ thì đương nhiên họ mà chưa chứng đắc được thánh quả A La Hán, chưa chứng đắc được thánh quả A Na Hàm thì họ vẫn còn luân chuyển ở trong lục đạo luân hồi. Có phúc thì lên cõi trời cao nhất, đó là cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ. Rồi thấp nhất là cõi trời dục giới, cõi trời tứ thiên vương. Có phúc họ sinh lên các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó. Hết phúc hoặc là kém phúc họ lại sinh xuống làm Atula hoặc là xuống nhân gian làm người như chúng ta. Cứ xoay chuyển như vậy, mà hết phúc nữa thì họ còn đọa vào trong ba đường ác đạo: súc sinh, ngã quỷ và địa ngục. Xuống đến tận cùng của sự khổ đau đó là đọa trong địa ngục. Trong các địa ngục thì kinh Địa Tạng nói rằng A Tỳ địa ngục, chúng sinh ở nơi đó chịu khổ báo lâu dài nhất và khổ cực nhất. Mà đã đọa vào trong địa ngục A Tỳ rồi thì không biết bao giờ cho ra được. Cho nên ở trên pháp hội, ở tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh Địa Tạng, phó chúc cho Địa Tạng và dặn Bồ Tát Địa Tạng rằng á, ở đời sau này khi Như Lai nhập Niết Bàn, những chúng sinh khổ não ở trong sáu đường ở thế giới Sa Bà này, và đặc biệt là cõi Nam Diêm Phù Đề này, tức là cõi mà chúng ta đang ở này đó, tức là trái đất mà chúng ta đang cư trú này đó, thì ở cõi này tất cả những chúng sinh đau khổ ở trong những đường ác đạo về đời mai sau, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng có trách nhiệm để dẫn dắt vào trong ba đường ác đạo đó để cứu độ những chúng sinh đau khổ trong đó ra. Trong kinh nói rằng á, nếu mà ở đời sau này có những chúng sinh nào, hoặc thiện nam hoặc tín nữ, hoặc là người chưa quy kính Tam Bảo, ở trên đời họ làm nhiều những việc xấu ác, sau khi chết đi phải đọa vào trong ba đường ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhất là hai đường ác đạo ngạ quỷ và địa ngục, hai đường đau khổ đến tột cùng này. Khi vào tới đó rồi họ mới ăn năn, mới hối cải và mới biết rằng á, cái sự thọ báo khổ cực ở trong địa ngục và trong đường quỷ đói nó như thế nào. Bây giờ họ ăn năn, họ sám hối, họ muốn thoát ra, nhưng mà thì không có người nào để làm phúc cho họ. Vậy Đức Phật mới nói kinh Địa Tạng và nói rằng á, này Địa Tạng Bồ Tát, rồi Ngài dạy là ở đời sau này có thiện nam tín nữ nào muốn báo hiếu ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp thì làm cách nào? Nói rằng á, chỉ cần được nghe và được thấy kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, rồi đọc tụng thọ trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, nhìn thấy tôn tượng và tranh ảnh của Bồ Tát Địa Tạng, nhất tâm cung kính cúng dường tán thán khen ngợi, lấy công đức đó để hồi hướng cầu nguyện cho những người thân đã quá vãng từ nhiều đời nhiều kiếp cho đến đời gần đây, được công đức lợi lạc vô cùng. Những người đau khổ đang chìm đắm ở trong những đường ác đạo ngã quỷ và địa ngục đó liền là được Bồ Tát Địa Tạng thị hiện thần thông vận dụng thần lực để thể hiện ra hàng trăm nghìn muôn ức hóa thân đi vào những nơi khổ nạn đó để thuyết pháp độ sinh, dẫn dắt những kẻ đó hồi tâm chuyển ý hướng về điều thiện, và chỉ trong một thời gian ngắn là được thoát ly chúng khổ ở trong địa ngục khổ đó. Nhấn đến thọ khổ trong địa ngục A Tỳ, đáng lẽ ra thì trải qua hàng nghìn, hàng trăm nghìn vạn ức triệu năm, nhưng mà khi mà người thân đã nhất tâm thọ trì đọc tụng và hồi hướng cầu nguyện cho
thì cái hương linh đó, vong linh đó, tội nhân đó cũng sớm được tiêu diệt tội khổ ở trong địa ngục A Tỳ và sớm được giải thoát, sớm được gặp Phật pháp. Rồi Đức Phật còn nói, người thủ trì kinh Địa Tạng không chỉ dành cho người đã khuất mà người còn sống cũng được an lạc và lợi ích vô cùng. Trong kinh Đức Phật nói, người mà ngu si đần độn học mãi không vào, Đức Phật dạy là đối chiếu tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, nhất tâm thủ trì kinh Địa Tạng mỗi một ngày trọn đủ 3 thời, tức là hết cả một quyển đó, hết cả một quyển có 3 phẩm trung thượng và hạ đó. Trong kinh nói là người đó ngu si dần dần cũng được gì, khai thông trí tuệ, học hành nhớ biết, trí tuệ thông mở. Rồi kinh cũng nói nữa, người ở thế gian vì cái nghiệp chướng lâu đời lâu kiếp mình đã tạo, cho nên á, khi mà mắc cái bệnh khổ cầu chết thì không chết cho, cầu sống thì cũng không khỏi bệnh, cầu khỏi bệnh không khỏi mà cầu chết cũng chẳng được, cầu sống cũng chẳng xong. Đức Phật nói bây giờ thì nên gì, đối trước tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng. Có thể nếu mà người ốm đó không đọc tụng được nữa thì dùng người thân hoặc thỉnh chư tăng đọc tụng kinh Địa Tạng 7 ngày cho đến 21 ngày, lấy công đức đó để hồi hướng, thì người đó nếu mà mệnh hết thì sẽ nhẹ nhàng ra đi, nếu mà mệnh mà còn thì sẽ gặp thầy gặp thuốc, dần dần bệnh tình sẽ thuyên giảm. Đó, chúng ta thấy các kinh điển của Đức Phật thì phần lớn là dành gì ạ? Dành cho những người tu hành, tu mình tu thì mình được. Nhưng riêng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, bằng cái lòng đại bi, đại trí và đại nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và lòng đại từ đại bi của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, ngài tuyên thuyết kinh này, rồi sai các vị Bồ Tát, các vị thần linh trong khắp pháp giới đều cùng với Bồ Tát Địa Tạng để hộ trì kinh này và giúp đỡ gia hộ cho những người thọ trì đọc tụng kinh này. Còn sống thì được phúc báo, được tiêu nghiệp chướng. Và đặc biệt là khi hết báo thân này, chúng ta vĩnh viễn không bị đọa vào trong 3 đường ác nữa. Trong kinh nói là người mà thọ trì, nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh Bồ Tát Địa Tạng thì vĩnh viễn không bị đọa vào trong đường ác nữa. Vì sao trong kinh lại nói như vậy? Vì đọc tụng thọ trì kinh Địa Tạng, chúng ta hiểu được cái lý nhân quả mà Đức Phật đã nói ở trong đó. Giáo lý của Phật Đà ở trong kinh Địa Tạng rất thâm sâu, rất huyền diệu, nhưng ngược lại cũng rất là gần gũi ngay với cuộc sống của mỗi tăng ni tín đồ Phật tử của chúng ta, nhất là thời mạt pháp này. Vì sao Bồ Tát Địa Tạng lại kể với Thánh Mẫu Maria là thân mẫu của Đức Phật về gì? Về các địa ngục khổ, vì muốn cho chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề chúng ta này biết được rằng chung quanh chúng ta trong cuộc sống này chết chưa phải là hết, mà chết chỉ là một sự gì, thay đổi về cái hình thức và cái thân thể, cái trạng thái tâm thức của chúng ta chuyển sang một đời khác mà thôi, tùy theo nghiệp báo. Cái nhân mà chúng ta trồng ngày hôm nay thì sẽ được hưởng cái quả báo, hoặc là tốt hoặc xấu ở đời sau. Gieo nhân thiện, nhân lành thì sẽ được quả báo tốt đẹp, thiện lành về đời sau. Nếu còn gieo nhân xấu thì chắc chắn sẽ hưởng được quả báo xấu ác ở đời sau. Đó là về lý nhân quả. Người học Phật mà không hiểu được nhân quả thì chúng ta sẽ không thành tựu được bất cứ ở trên một pháp môn nào. Cho nên ở đây chúng tôi muốn là tăng ni tín đồ Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam của chúng ta phải đi từ những cái căn bản, đó là hiểu lý nhân quả. Và chúng ta cũng không chỉ có cầu giải thoát cho riêng bản thân mình, mà chúng ta còn phải nghĩ tới ông bà tổ tiên, không chỉ một đời hiện đời mà còn nhiều đời nhiều kiếp về trước.
muốn cho họ cùng được giải thoát, cùng được thoát ly chúng khổ. Cho nên á, song song với truyền bá kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, chúng ta thủ trì và đọc tụng truyền thêm kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, để làm cái chỗ sở y cho các tăng ni và Phật tử mới vào cửa đạo. Chúng ta đọc tụng thủ trì kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, không chỉ được Bồ Tát Địa Tạng mà còn được chư Phật khắp mười phương, chư Đại Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, Pháp Thiện Thần khắp mười phương cũng đồng là hoan hỷ, phóng quang minh và tiếp dẫn những chúng sinh tội khổ ở trong ba đường ác đạo mà có đủ duyên lành, họ ăn năn sám hối, đủ duyên lành thì được đầu thai, được siêu thoát về các cõi thiên giới, thiện giới và các cõi tốt hơn. Đó, thì đấy là những cái mà chúng ta nhất tâm hành trì lễ bái, thì có những cái điều cảm ứng bất khả tư nghị đó nó xảy ra. Nhưng con mắt thường chúng ta không thấy được, nhưng chúng ta đủ niềm tin thì chúng ta vẫn có những cảm nhận được. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học ở phần kinh tiếp theo. Trong văn kinh ấy, bây giờ cô đọc vừa bảo với Bồ Tát Địa Tạng xong như vậy, thì Ngài liền cung kính chắp tay xá chào mà lui. Thánh nữ ngay khi ấy như người tỉnh giấc mộng, liền đi đến chiếc tháp cung kính mà cúng dường Đức Phật Giác Hóa Định Tự Tại Vương Như Lai. Cúng dường Phật xong rồi, Ngài liền phát nguyện rằng: con nguyện từ nay cho đến tận cùng ở đời vị lai, nếu có chúng sinh nào mắc vào các tội khổ, thì con sẽ lập ra nhiều các chức phương tiện khiến cho chúng sinh đó thảy đều được giải thoát. À, chúng ta thấy qua đoạn văn kinh này thì chúng ta lại bắt đầu là Thánh nữ Bồ Tát Bà La Môn bắt đầu là phát đại Bồ Đề tâm từ đó. Thấy cái chúng sinh đau khổ nhiều quá, đau khổ quá nhiều, cho nên là Ngài bắt đầu phát đại Bồ Đề tâm thể độ chúng sinh. Đầu tiên là xuất phát từ cái tấm lòng hiếu thảo cứu độ mẹ mình, nhưng vì vào đó thì thấy là chúng sinh quá khổ, mẹ mình khổ, chúng sinh khổ cũng như thế thôi, tất cả chúng sinh khổ giống như cũng như là mẹ mình khổ. Tâm của Bồ Tát khi mà có cái nhìn từ bi và bình đẳng như vậy thì mẹ mình đau khổ như thế nào, Ngài thấy là chúng sinh cũng đau khổ như thế. Đó. Chúng ta là người tu học Phật Pháp thì phải phát được cái tâm đó, cái tâm Bồ Đề đó, cái tâm bình đẳng đó. Tâm bình đẳng đó được thể hiện như thế nào? Đối với người tu hành của chúng ta, bất luận là xuất gia hay tại gia, chúng ta đã phát nguyện theo Phật, cầu Phật chân chính, thì chúng ta phải phát được cái Bồ Đề tâm, khởi cái lòng lành, thương tưởng tất cả chúng sinh giống như người thân của mình ạ. Thậm chí chúng ta phải thương họ hơn là thương bản thân của mình ấy. Làm được như thế tức là làm hạnh của gì? Hạnh của Phật, hạnh của Bồ Tát, hạnh của các vị hiền thánh tăng. Phật Bồ Tát đã phát tâm như thế nào chúng ta cũng phải học các ngài phát tâm như thế. Nhưng chúng ta thì hàng sơ học, tức là mới biết tới Phật Pháp, mới bắt đầu đang học tu, thì chúng ta đi từng bước dần dần. Ví dụ như Phật tử tại gia, khi Đức Phật còn tại thế, Ngài dạy chúng ta cái phương pháp là nuôi lớn Bồ Đề tâm. Đó chính là gì? Một tháng là 6 ngày ăn chay. 6 ngày ăn chay trường này chính là nuôi lớn Bồ Đề tâm. Vì sao lại nói như vậy? Vì nghĩ tới tất cả chúng sinh, nó có sự sống, nó cũng ham sống sợ chết như con người chúng ta vậy. Nó cũng có gia đình. Chúng ta đừng nghĩ rằng các loài súc sinh không có gia đình. Con chó, con mèo nó có gia đình không các quý vị? Có gia đình. Con lợn có gia đình không? Cũng có gia đình. Chúng ta thấy con lợn mẹ nó sinh ra những con lợn con, và nó cũng biết yêu thương, nó cũng biết gì. Những con lợn con nó mới sinh ra chưa biết ăn đó, nó đói, nó gì đòi mẹ nó bú rồi, thì mẹ nó cũng gì, mẹ nó cũng tìm vào một cái góc nào đó sạch sẽ để nằm cho con nó, cho con nó bú. Và con người chúng ta cũng thế. Nhận đến con trâu, con bò, con chó, con lợn đều thế cả. Rồi con cá, chúng ta nhìn thấy cái con cá quả mà nó sinh cái đám con nhỏ của nó và nó bảo vệ đám con của nó kinh lắm.
mà những đám con của nó cũng có tình với người mẹ ghê lắm. Tôi xem một cái đoạn video clip mà tôi chảy nước mắt là có một cái bác thợ đi câu, đây là người bên châu Âu chứ không phải người Việt Nam chúng ta. Người Việt Nam chúng ta thì chắc phải tìm cách để vớt cả đàn con nó luôn. Một cái bác đi câu nó, một cái anh đi câu nó câu được cái con cá quả to. Khi nó câu con cá nó mắc mồi, con cá mẹ mắc mồi á, mắc lưới câu á, thì cả cái đàn con nó bị bé tí tí bằng cái đầu đũa thôi, nó dài khoảng bằng ngón tay út này nhưng mà nó bé hơn. Cả đàn con đến hàng nghìn con cá con như vậy, nó bâu kín mẹ nó vào nó đi, bâu kín mẹ, khi mẹ nó chuẩn bị nhấc lên bờ là đàn cá con nó bâu kín vào mẹ nó bâu kín luôn, chạy kín theo mẹ nó luôn. Khi mà cái con cá quả mẹ được nhấc lên thì cái đàn cá con nó cứ chạy vào sát bờ có con, nó còn nhảy theo nữa. Và cái người đi câu đó thấy như thế, họ thấy cái tình cảm của giữa những con cá con với con cá mẹ như vậy, và cái người đó liền thả con cá mẹ xuống dưới, trả lại dưới lòng sông. Và cho nên ở trên đời chúng ta thấy Đức Phật muốn cho những người tu tập bắt đầu dần dần, đầu tiên là khởi cái tâm từ bi, biết yêu thương, biết tôn trọng mạng sống của muôn loài, của chúng sinh, bằng cách là gì? Đầu tiên là ăn chay 1 tháng 2 ngày, rồi cho đến tháng 6 ngày, rồi đến tháng gì 10 ngày. Và dần dần chúng ta quen, cái lòng từ bi chúng ta sinh ra, tâm Bồ Đề chúng ta lớn thêm. Trong A Lại Gia Thức chúng ta, khi chúng ta phát Bồ Đề tâm, khởi cái từ bi tâm đó mà tu á, thì trong A Lại Gia Thức của chúng ta dần dần nó chuyển biến từ cái chỗ tâm tối u mê thành sáng suốt thanh tịnh. Bởi vì tàng thức A Lại Gia của chúng ta ví như cái kho, chúng ta gieo cái chủng tử thiện vào thì hạt giống thiện nó nảy nở ra. Chúng ta gieo cái chủng tử xấu thì hạt giống ác nó cũng sản sinh ra. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là quán chiếu và phát khởi lòng từ bi dần dần bằng chính những hành động hàng ngày của chúng ta thiết thực. Đó là ăn chay, tụng kinh niệm Phật, săn thiền, giữ giới vân vân. Tất cả những cái đó cũng chỉ để nuôi lớn cái tâm Bồ Đề của chúng ta mà thôi, làm cho nó sáng rõ cái tâm đạo của chúng ta mà thôi. Vậy cho nên ở đây Bồ Tát Địa Tạng khi mà thấy chúng sinh đau khổ như vậy, Ngài quán chiếu được ngay, coi tất cả sự khổ đau của chúng sinh cũng giống như sự khổ đau của mẹ mình. Vì vậy cho nên ngay đó Địa Tạng Bồ Tát đã phát được Đại Bồ Đề Tâm. Đây gọi là Đại Bồ Đề Tâm. Đại tức là to lớn. Bồ Đề tức là chỉ cho cái lòng từ bi hỷ xả đầy đủ viên mãn không khuyết thiếu vậy. Cho nên ở đây chúng ta học Phật, học ở cái gì? Tụng kinh, tụng ở cái gì? Tụng kinh không phải là chỉ đọc kinh xong để cầu nguyện là Phật Bồ Tát ban phúc giáng họa cho chúng ta. Tụng kinh là chúng ta phải y giáo phụng hành theo trong kinh, dần dần làm từ thấp cho đến cao. Cái gì chúng ta làm được trước thì nên làm trước, đó gọi là trì kinh. Đầu tiên chúng ta sẽ đọc kinh này. Chúng ta bây giờ đang ở trong giai đoạn gọi là đọc kinh. Đã. Đọc để làm gì? Đọc để hiểu, để biết đã. Khi mà chúng ta thuộc lòng rồi, chúng ta nhìn lướt qua mà chúng ta vẫn đọc được thì lúc đó gọi là gì? Gọi là tụng kinh. Đầu tiên là đọc kinh, tiến lên một bước, thứ hai là tụng kinh, đến bước thứ ba gọi là gì? Là trì kinh, hay gọi là thụ trì kinh. Trì tức là giữ, là nắm giữ. Mà nắm giữ ở đây có nghĩa là làm theo. Lấy cái bộ kinh đó dần dần chúng ta học tập và làm theo. Ví dụ chúng ta là đọc, tụng và thụ trì kinh Địa Tạng. Thì ngày đầu tiên như dạo này chúng ta là đang học để đọc này. Đang đọc này. Rồi tiến lên một chút nữa là tụng này. Khi mà chúng ta thông rồi, đọc lầu lầu đi rồi á, gần như thuộc lòng rồi á, mà thuộc lòng được thì càng tốt, thì đó gọi là gì? Gọi là tụng kinh. Rồi bắt đầu chúng ta nghiên cứu, nghiền ngẫm về giáo lý mà Đức Phật dạy chúng ta ở trong bộ kinh Địa Tạng này. Đức Phật và Bồ Tát Địa Tạng, chư Đại Bồ Tát dạy chúng ta bỏ ác, làm lành, lãnh giữ hành thiện. Thì chúng ta phải học dần dần phải bỏ ác. Cái đầu tiên là phải bỏ ác. Rồi sau cái bỏ ác và tiến lên là chúng ta làm lành. Làm lành bằng cách nào? Rất nhiều cách để chúng ta làm lành.
bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, đọc tụng kinh văn đại thừa, vân vân, đều là những việc gì? Đều là những việc thiện. Nói năng hành động khiến cho người hoan hỷ vui vẻ, khuyến hóa dạy bảo cho người biết tụng kinh niệm Phật, biết bỏ ác làm lành như mình, đó chính là hành thiện, đó chính là làm lành. Những cái điều nào xấu ác có thể sẽ đến với chúng ta thì chúng ta cố gắng lánh nó đi, tránh nó đi, gọi là lánh giữ. Lánh giữ từ những việc xấu ác chưa đến, chuẩn bị đến thì chúng ta lánh được thì cố gắng lánh đi, đừng có tạo tác nữa. Thậm chí biết cái việc đó, làm việc đó là chúng ta có tiền, thậm chí có rất nhiều tiền, nhưng mà biết là xấu ác thì nhất định không làm, nhất định không làm. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào? Người xuất gia và Phật tử tại gia, chúng ta phải học theo kinh Phật, làm theo lời Phật dạy, đó chính là chúng ta hưng long tam bảo, đó là chúng chính là chúng ta hộ trì Phật pháp, trên thì cầu giáo pháp của Đức Phật để minh tâm kiến tính, dưới thì có thể cảm hóa được chúng sinh, thu phục được lòng người, khiến cho họ phát khởi tín tâm mà quý kính tam bảo, tán thán tam bảo, khen ngợi tam bảo, và thậm chí là còn quy y theo tam bảo, nương vào tam bảo để tu tập, để hành trì nữa. Trách nhiệm và bổn phận của Phật tử chúng ta là phải làm cái điều đó. Tăng ni xuất gia và Phật tử chúng ta cũng phải làm điều đó. Tất cả chúng ta đều phải làm điều đó, đó chính là người học Phật. Đấy gọi là học Phật chân chính. Đó. Cho nên ở đây, khi mà chúng ta học, chúng ta thấy Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm như thế, chúng ta đọc không là chỉ có thấy như vậy và chúng ta cứ thấy như vậy là chúng ta cười, hoặc chúng ta thấy hoan hỷ quá, Bồ Tát làm được điều đó hoan hỷ quá. Mà thực tế là chúng ta cũng phải học và làm như thế. Chúng ta chưa làm một kiếp, chưa làm được lớn như là Ngài, chưa phát đại bồ được đại bồ đề tâm như Ngài, thể độ hết thảy chúng sinh như Ngài. Nhưng chúng ta cũng phải, trước tiên là phải độ cái chúng sinh ở trong chúng ta đã. Thế nào là độ chúng sinh ở trong chúng ta? Tham sân si đó chính là cái gốc của chúng sinh. Đó chính là căn bản phiền não của tất cả chúng sinh. Tất cả phiền não, tất cả sự khổ đau đều do tham sân si ba độc này mà ra. Cho nên thể độ tất cả chúng sinh, tức là chúng ta dần dần làm giảm cái tham, cái sân, cái si trong mỗi con người chúng ta đi. Phương pháp tín nguyện trì danh Đức Phật A Di Đà để cầu nguyện vãng sinh là một cái pháp môn thù thắng, không phải ai cũng có thể tin được, và không phải ai cũng có thể đủ phúc đủ duyên để nghe được, để tin được. Thậm chí nghe đấy nhưng mà họ chưa khởi niềm tin. Vì sao? Vì chính trong kinh A Di Đà Đức Phật đã nói thì kẻ đó không gì ạ, không có phúc đức nhân duyên và thiện căn với A Di Đà Phật, cho nên họ không nghe. Mặc dù một người đó rất là trí tuệ, thậm chí người đó đã xuất gia lên ngôi hòa thượng thượng tọa rồi, nhưng vẫn không tin được. Vì sao? Vì cái thiện căn với họ với A Di Đà Phật không có, chưa gieo bao giờ. Cho nên với những người như thế, mình đem kinh Vô Lượng Thọ trao cho họ, chắc chắn họ sẽ không tin, họ sẽ không nghe. Và không tin không nghe thì đương nhiên họ sẽ không thọ trì đọc tụng. Không thọ trì đọc tụng thì đương nhiên sẽ không được lợi ích ở trong đó. Rồi nữa, có những chúng sinh khổ ở trong những đường ác đạo, ví dụ như đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Chúng ta biết rằng qua kinh A Di Đà thì chúng ta thấy họ không có đủ công đức phúc báo để vãng sinh. Vì trong kinh A Di Đà Đức Phật Thích Ca nói là gì? Này Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng một chút thiện căn, phúc đức, nhân duyên mà có thể được sang sinh sang thế giới kia đâu. Có nghĩa là A Di Đà Phật, Ngài tuyển chọn, lòng từ bi của Ngài giống như người mẹ thương đứa con đỏ, nhưng mà Ngài phải tuyển chọn xem chúng ta có đầy đủ tín nguyện hạnh để vãng sinh về đó chưa. Nếu chưa đầy đủ tín nguyện hạnh thì tuyệt nhiên không có phần về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên ở đây chúng tôi mới thấy rằng, quán xét sâu xa ra mới thấy rằng có mấy người tin được tịnh độ thủ thắng, có mấy người hành trì và tu tập phát nguyện vãng sinh được về Tây Phương tịnh độ thủ thắng.
Hòa Thượng Tịnh Không dẫn lời của sư phụ của mình là Ngài Lý Bình Nam nói rằng thời mạt pháp này có hàng ngàn người niệm Phật nhưng chỉ được có 1-2 người vãng sinh thôi. Vậy được có 1-2 người vãng sinh, còn 998 người kia đi đâu? Các vị biết đi đâu? Xoay chuyển ở trong vòng luân hồi lục đạo này vậy. Mà xoay chuyển trong vòng luân hồi lục đạo mà hết phúc rồi thì đọa vào trong ba đường ác. Đọa trong ba đường ác. Cho nên á, đây là cũng là một cái điều mà chúng ta cũng phải suy nghĩ. Các tổ á, thì dạy chúng ta là chỉ cần trước khi lâm chung gặp được tăng ni hoặc Phật tử trong đạo tràng nhất tâm đến để chờ niệm cho, và người đó cũng nhất tâm tín nguyện chỉ danh hiểu Phật được 10 câu sẽ được vãng sinh. Nhưng mà chúng ta biết thử hỏi rằng có mấy người được như thế. Thậm chí cả đời mình tu tập nhưng đến khi chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay, cái nghiệp báo oan gia trái chủ của mình nó nhiều, nó kéo đến trùng trùng điệp điệp, và nó mượn thân thể, mượn ý chí của họ hàng người thân của mình, và họ thì họ áp đặt cái việc mà tăng gia của mình khi mình mất đó. Mình chuẩn bị nằm xuống một cái, họ hàng quan cháu nó kéo về, nó bảo là gì, đòi làm mình di chúc làm theo nghi thức Phật giáo, đó là không chống kèn, không sát sinh, không khóc lóc, mà chỉ có niệm Phật và niệm Phật mà thôi. Nhưng nó bảo không. Thậm chí các vị biết có những Phật tử đến đây, chúng tôi đã biết rồi, làm cả di chúc rồi, nhưng mà vừa nằm xuống một cái con cháu nó hủy di chúc ngay, nó không làm theo. Nó bảo là bà di chúc thì làm cho bà vui thế thôi, chứ còn thì mình phải quyết định chứ. Và nó quyết định nằm xuống một cái, nó gọi ông thầy cúng thầy mo về, nó cúng cho thịt gà thịt chó, nó cúng cho đầy trên mâm. Lúc còn sống thì ăn chay phóng sinh tu phúc, nằm xuống một cái nó đã thịt gà thịt lợn nó đầy, đặt đầy lên trên cái bàn thờ của mình rồi. Đó là gì? Đó chính là oan gia trái chủ, đó chính là nghiệp báo nó lôi kéo mình lại. Trong bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng Kinh nói là gì? Nói là khi mà mình gia đình mình có người mất á, mà cái gia đình người đó vừa đem sát sinh hại vật á để cúng tế quỷ thần á, Đức Phật nói là không được lợi một chút nào, ngược lại còn làm hại cho cái vong mà mới mất kia. Vì sao? Vì phải đi gì ạ? Đi đối chất. Trong cái cơ hội đáng lẽ thì được vãng sinh nhưng mà phải đi đối chất. Vì sao phải đi đối chất? Vì khi mà gia đình chúng ta sát sinh hại vật thì chính những cái con vật kia, nó nói nôm na như thế gian chúng ta có con vác đơn nó gì, nó kiện lên Diêm Vương, nó đến người điện Diêm Vương, nó kêu gì, nó kêu oan, nó bảo tại cái gì, cái ông kia, cái bà, cái anh kia, chị kia thì tôi mới mất mạng. Và bây giờ thì Diêm Vương cũng phải công bằng, vì Diêm Vương là Bồ Tát mà, Bồ Tát thì phải công bằng rồi. Trong kinh Địa Tạng, các vị Diêm Vương, các vị quỷ thần chủ về cai về các ngục đó chính là các vị Bồ Tát thị hiện. Như là Bồ Tát chủ mình thế gian á, chỉ còn có 170 đời nữa là gì, là thành Phật đó. Đó là các vị Bồ Tát thị hiện. Hàng Bồ Tát là đẳng giác thì hiện ra ở cái cảnh giới đó để dẫn dắt chúng sinh. Mà Bồ Tát thì đương nhiên không được thương những người theo ông mà ghét những người thì không theo ông rồi. Mà chúng tôi cũng theo mà, nhưng mà cái phúc báo của chúng tôi kém cho nên chúng tôi mới làm súc sinh. Nay tôi bị giết, ông phải xử thế nào thì xử, phải công bằng. Cho nên Diêm Vương bắt buộc cũng phải gì, cho ngưu đầu ngục tốt là đi đến để lôi cái kẻ đó xuống để hỏi tội xem. Trước khi mất ông có gì, ông có bảo người nhà làm ma to cho tôi không, để mở mày mở mặt cho gia đình dòng họ không? Bà có dặn con cháu phải giết gà mổ lợn để làm ma to để cúng bái quỷ thần để cho tôi ở dưới kia không bị đói khát không? Có chứ, cũng giống như ở trên thế gian chúng ta mà. Khi mà có một cái vụ án mạng xảy ra thì bên ngành công an, bên ngành tòa án họ không chỉ bắt một người, mà người nào có liên quan có mặt ở đó, tiền thì gì, nhẹ thì họ mời đến, nặng thì gì, viết giấy triệu tập đến, họ nghi ngờ là có đồng phạm thì triệu tập đến để sao? Để họ tra hỏi, xét hỏi cho kỹ càng thì mới vào gì ạ? Mới vào bản án. Khi đó mới ra xét xử được. Thì cõi dương chúng ta thế nào thì cõi âm cũng như thế các quý vị ạ. Cho nên rằng á,
Trong kinh Địa Tạng nói rằng nếu mà gia đình chúng ta với có người nằm xuống mà con cháu người thân sát sinh hại vật, người đó cho dù có công đức tu hành rất lớn, đáng lẽ được đi vãng sinh ngay, nhưng mà do người thân không hiểu biết làm những cái việc đó khiến cho cơ hội vãng sinh của người đó bị dừng lại. Ví dụ như A Di Đà Phật đang chuẩn bị đến để phóng quang minh tiếp rước chúng ta, nếu chúng ta là hành giả tịnh độ, ngài đang chuyển người đến thì ngài thì lại thấy con cháu chúng ta sát sinh hại vật, mấy con lợn, mấy con gà, thậm chí cả con trâu, con bò lên đấy chẳng hạn, hoặc là bao nhiêu những sinh linh nhỏ bé, bồ câu, xe sẻ, vân vân đem về để làm thịt, để giết mổ, trong khi gia đình chúng ta mất như thế chẳng hạn. Thì A Di Đà Phật có phóng quang tiếp dẫn đi chăng nữa, nhưng mà lúc đó thập điện Diêm Vương cử sứ giả đến bạch với A Di Đà Phật rằng á, xin Đức Thế Tôn, trường hợp này là chưa cho đi được, vì con đang có đơn kiện ở dưới kia kìa. Cho nên là A Di Đà Phật thấy như vậy thì đương nhiên nếu mà ngài cứ rước đi thì đương nhiên là gì, cái quy luật nhân quả ở trong thế gian này bị đảo lộn hết, đúng không? Đảo lộn hết. Cho nên A Di Đà Phật trong kinh chúng ta phải nhớ về Đức Phật nói rằng gì, phải đầy đủ thiện căn này, phúc đức này, nhân duyên này, đầy đủ ba yếu tố này thì mới A Di Đà Phật mới đến tiếp rước vãng sinh, chứ không phải là ai cũng vãng sinh được đâu. Chúng ta nhớ Hòa Thượng Thỉnh Không nói là dẫn lời của sư phụ của ngài là thời mạt pháp 1000 người tu hành chỉ có đến được 1 hoặc 2 người mà thôi. Muốn biết là chúng ta có thực sự tín tâm và xả bỏ được hay không, muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc được phải gì ạ? Trước tiên là phải gì? Phải xả được. Xả cái gì? Xả tất cả những cái gì mà cha chúng ta đắm chấp cho là gì? Cho là của ta. Đây là nhà của ta, đây tài sản của ta, đây vợ của ta, đây chồng của ta, đây con của ta, đây cháu của ta, đây công danh tiền tài của cải vân vân của ta đã làm cả một cuộc đời, bây giờ mới tích góp được thế này, và cho nên này là của ta. Muốn biết được vãng sinh hay không, tôi có một bài toán thử rất dễ thôi, nó có thể ứng được khoảng 10%. 21 ngày mở pháp hội Địa Tạng, xả đi ở lại 21 ngày thử xem ở được không. Chắc chắn chỉ được khoảng 1/10 trong này là bạch thầy con có thể ở được, còn lại thì bạch thầy con gì, thôi thầy cho con kinh con về nhà con tụng, hoặc là gì, bạch thầy nhà con ở nhà, nay con đi thì con trốn gia đình, con không đi, đi vậy thì tối là chiều tối là về ngay. Rồi có người thì bạch thầy con chỉ đi được vào thứ bảy chủ nhật thôi, vì còn phải trông cháu, cho trông nhà cho con, nhà con đi làm đủ các thứ hết. Cho nên á, chính vì vậy nếu mà gì, cái ngã chưa xả được thì đương nhiên chúng ta đừng có mơ mộng đến chuyện vãng sinh. Không xả được cái sự chấp ngã và tài sản của ngã đó, tức là của ta đó, gia đình của ta, mọi cái của ta đó, thì đừng có nói đến chuyện vãng sinh đó. Trong kinh nói là 1 ngày đến 7 ngày là được vãng sinh, nhưng mà phải gì, dành cho người nhất tâm bất loạn. Trong kinh nói là 10 niệm lúc lâm chung được vãng sinh, nhưng mà người đó phải gì ạ? Phải đầy đủ thiện căn, phúc đức, nhân duyên, cái thứ nhất. Cái thứ hai, trong lúc 10 niệm đó chúng ta buông xả được hoàn toàn, một lòng chỉ cầu vãng sinh trong giây phút đó thôi. Nhưng ai dám đảm bảo khi đó chúng ta một lòng cầu vãng sinh? Chả ai đảm bảo được là khi đó chúng ta một lòng cầu đảm bảo vãng sinh cả. Mà khi đó chúng ta lại có thể nhớ đến là gì? Còn mấy cái vàng hay là mấy chỉ vàng để ở trong tủ, không biết là nó có biết để nó lấy ra nó tiêu không? Không biết thì bỏ đấy, mà mất đi thì tiếc quá. Chỉ cần khởi một cái niệm đó đăng lúc niệm Phật là gì? Mất tiêu rồi, coi như là dầu hết đèn tắt rồi. Đó, không phải đơn giản các quý vị ạ. Cho nên phải tu, để tu từ khi còn trẻ, tu từ khi còn khỏe, biết đến Phật ngày nào phải tu ngày đó để cho tiêu nghiệp đi. Rồi trong kinh Địa Tạng nói không chỉ bình thường đâu, con người ta cái nghiệp mà nặng khi chết á. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói là Bồ Tát Địa Tạng dẫn chứng là khi mà con người ta mới mất, có những gì, những quỷ thần gọi là oan gia trái chủ của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp về trước, nó hiện đến nói thì nó làm, thậm chí thì những cái quỷ thần mà lớn thiên ma nó hiện làm giả cả gì, cả A Di Đà Phật nữa, có giả cả Phật nữa, nó hiện đến nói thì nó rước chúng ta, và chúng ta tưởng là Phật và đi theo nó, đi ra khỏi cái thân thể một cái
đi được một chút nó quay lại, nó hiện lại nguyên hình, nó cười cạc cạc, chúng ta chả làm được gì nó nữa, thế là nó tóm nó lôi đi rồi á. Kinh Địa Tạng còn nói nó hiện ra là người gì, rằng là ông bà cha mẹ người thân của chúng ta, bạn bè thân thiết của chúng ta đến rủ chúng ta đi, giống như là một cuộc đi chơi á. Và chúng ta lúc đó đang ốm nặng, nằm nặng lên khừ khừ ở trên giường, và chúng ta thần thức chúng ta cứ nghĩ là mình đi chơi, nhưng thực tế là gì, là oan gia trái chủ đến nó lừa chúng ta và rước đi ra khỏi tấm thân rồi. Thế là tức là thân của chúng ta chết, không quay trở lại được nữa, và bây giờ nó tự do tự tại, nó bắt chúng ta đi, đem đến trước thì nó lôi đến trước điện tiền Diêm Vương và nó mới kiện chúng ta đó. Thế làm thế nào cho hết? Trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng nói rằng á, bây giờ chỉ cần là gì, gặp được tranh ảnh và tôn tượng, và kinh điển bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, người còn sống ở trên đời này đó, tức là người thân đó, nhất tâm thủ trì kinh Địa Tạng từ một ngày cho đến 7 ngày, nhất đến 21 ngày hoặc nhiều hơn thì càng tốt, lấy công đức đó để hồi hướng cho những người đang ốm kia hoặc những người vừa mới mất kia, thì đều được thoát đi khỏi 3 đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trừ tội ngũ nghịch. Trừ tội ngũ nghịch, còn lại thì đều được thoát đi hết. Vậy nay chúng ta có những người đến chùa thì trong cuộc sống á, gia đình có chuyện thì đến chùa thì cũng xin là nhà chùa chỉ bảo cho phương pháp để mà giải trừ nghiệp chướng. Thế khi chúng tôi cũng đưa cho quyển kinh Địa Tạng bảo về chịu khó đọc tụng đi. Chịu khó đọc tụng hàng ngày. Thế về đọc tụng được, bảo được 21 ngày. 21 ngày sau đến bảo là bạch thầy, tại sao mà con đọc 21 ngày rồi mà vẫn chưa cảm thấy là giải quyết hết những cái vấn đề khúc mắc trong gia đình, con thì thằng con này con nó vẫn hư. Vân vân. Thế chúng ta biết rằng á, cái tâm thành nó đạt đến cái mức mà khủng cực thì nó mới cảm. Còn ở đây chúng ta bảo về đọc 21 ngày, mặt chữ chúng ta còn chưa thuộc, đọc còn sai be sai bét, mà lúc khi đang đọc thì lại suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái nọ, suy nghĩ cái kia, tâm chúng ta nó chạy nhảy cái linh tinh ra. Vậy làm sao mà thử hỏi rằng mà bình thường với người ta 21 ngày thì được, nhưng mình 100 ngày chưa chắc đã được. Vì sao? Vì cái tâm của mình nó chưa được là thành kính, mà nó còn uế tạp nhiều lắm, nó còn vọng động nhiều lắm. Đó. Ở đây thánh nữ chỉ thấy là có đến đây chỉ có một thời gian ngắn thôi mà cảm được. Đó, cảm được. Thì cái điều này thì ở trong chùa chúng tôi cũng có trường hợp rồi, có trường hợp thấy rồi, có những trường hợp mà tới chùa mà thậm chí mà cái người họ đem đến đây ốm đau, bệnh tật, thậm chí là điên khùng, nhưng mà bằng tất cả cái tấm lòng thành của cả người thân cũng như cái bệnh nhân đó, có những người một tuần là khỏi, có những người có khi khỏi ngay trong ngày luôn, nhưng cũng có những người phải về phải vài tháng sau mới khỏi. Thì nó tùy vào cái mức độ, cái nghiệp báo của mỗi người là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cũng tùy vào cái lòng thành của họ, nó tha thiết. Như ở trong kinh này nói là Đức Phật nói là cái thấy là cái sự tha thiết hơn những người bình thường khác, cái lòng thành kính hơn những người bình thường khác thì sẽ đạt được cái sự mong cầu. Sau khi vừa nghe thấy Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai nói như vậy thì thánh nữ liền là ngất xỉu, mình gọi là ngất xỉu, ngã lăn té xuống đất thì mình gọi là ngất xỉu. Sau khi ngất xong rồi thì lâu lâu người mới tỉnh lại, mọi người đỡ dậy, thì thánh nữ là liền bạch với Đức Phật là gì, con này đang sắp chết, kính xin Đức Như Lai Tử Mẫn chỉ bảo cho mẹ con hiện bây giờ đang thác sinh chỗ nào, an vui hay cực khổ. Thì vì sao mà thánh nữ lại, cái cô con gái Bà La Môn lại nói là mình sắp chết? Vì mới ngã ngất lăn ra ở dưới đất thì cái sức khỏe nó quá yếu. Mới tỉnh dậy thì đương nhiên thì chúng ta thấy là ai mới mà ốm đau dậy thì chúng ta thấy sức khỏe chúng ta suy sút đi rất nhiều.
mà người mà nhất là mới ngất xong như vậy dậy thì người nó rất mệt. Thế cho nên trong cái khoảng thời gian cô ấy thấy rất mệt, cô ấy bạch với Đức Phật là con đây đang sắp chết rồi, có khi không sống được bao lâu, nên xin Đức Thế Tôn là gì thương tình mà chỉ bảo cho, vân vân. Thế tiếp theo trong đoạn văn kinh tiếp theo thì bây giờ chúng ta thấy ngay lúc bấy giờ Đức Giác Hoa Định Tử tại Vương Như Lai liền bảo với thánh nữ kia rằng: con cúng dường ta xong thì sớm quay về nhà, thân ngồi cho ngay thẳng và niệm danh hiệu ta, thì con sẽ biết được hiện giờ mẹ của con đang thắc sinh nơi nào an vui hay khốn khổ đó. Hay là an vui hay là đau khổ, vân vân đó, thì có thể được. Thì ở đây chúng ta thấy một cái tình tiết nữa, qua cái đoạn văn ngắn như vậy thôi, thì chúng ta thấy cái Đức Phật bảo là cúng dường xong thì sớm quay về nhà, thân ngồi cho ngay thẳng và niệm danh hiệu của Ngài. Đó. Vì sao phải ngồi cho ngay thẳng? Ngồi ngay thẳng tức là thể hiện gọi là đầy đủ cái uy nghi phép tắc. Thân ngồi ngay thẳng tức là ngồi thể hiện cái đầy đủ uy nghi phép tắc, đầy đủ cái sự trang nghiêm về gì, về thân tướng. Đức Phật và Chư Tăng hóa độ chúng sinh thì cái thân tướng của các ngài gọi là thân giáo, còn miệng của các ngài thuyết pháp giảng đạo thì gọi là khẩu giáo. Ở trong Phật pháp nó có hai, đó là thân giáo và khẩu giáo. Giáo dục nó ở trên hai phương diện, cả thân giáo và khẩu giáo. Những người thân giáo thì thường là lấy giới luật để làm nền tảng. Những người mà lấy khẩu giáo thường là lấy gì, kinh luận để làm nền tảng. Kinh và luận tức là hai bộ, bộ kinh và bộ luận, để làm nền tảng để hoằng pháp. Còn người mà dùng bằng thiên về thân giáo thì thường họ nương vào bộ luật, chuyên trì luật, chuyên trì giới luật, hành trì đầy đủ các oai nghi tế hạnh ở trong luật tạng của Đức Phật đã dạy. Mỗi một bước đi, mỗi cử chỉ hành động đều có thể là khuôn phép để cho trời người nương vào đó để mà tu tập, mà noi theo. Ví dụ một vị sư phụ, một vị pháp sư khi mà lên trên bục giảng thì oai nghi phép tắc phải như thế nào? Oai nghi phép tắc phải như thế nào? Cái thứ nhất đó là về y phục của vị pháp sư nó phải trang nghiêm, đứng lên trên bục giảng nó phải trang nghiêm. Quy định của Phật chế Chư Tăng phải đắp y phục như thế nào thì mình phải đắp y phục như thế. Ví dụ như thầy lên bục giảng chẳng hạn, mà thầy chỉ mặc một cái bộ quần áo ngắn, như là khi mình lao động thôi chẳng hạn, thì như vậy về thân giáo có đầy đủ oai nghi của một vị pháp sư không? Vì khi lên ngồi trên bục giảng, ngồi trên tòa giảng đem tuyên diễn giáo pháp của Đức Phật, nghĩa là đang thay Đức Thế Tôn để truyền bá giáo pháp của Ngài đến với quảng đại quần chúng, nhấn đến chư thiên quỷ thần và loài người, chứ không phải là mình các vị ngồi ở đây đâu. Ví dụ như trong pháp hội giảng kinh Địa Tạng này, các vị thì chỉ thấy là một số ít các Phật tử 100-200 người như thế này thôi, nhưng mà chung quanh thì còn có gì, các vị thần linh thiên long bát bộ hộ pháp hiện thần cũng đầy rẫy đây, thậm chí nhấn đến cho các vị Bồ Tát sơ phát tâm nhấn đến thập địa, các ngài cũng đến để nghe, đến để tùy hỷ, đến để cúng dường và đến để hộ trì. Cho nên một vị pháp sư mà lên trên bục giảng thuyết Tam Tạng Thánh Điển kinh luật luận của Đức Như Lai mà lại mặc cái bộ quần áo ngắn như là đi lao động chẳng hạn, thì đương nhiên về oai nghi, về thân giáo là không đầy đủ oai nghi tế hạnh để là một vị pháp sư, một vị giảng sư ở trên tọa đàm. Hay lúc lên lễ Phật cũng thế, tụng kinh cũng thế, lúc lễ Phật tụng kinh là phải y áo cho trang nghiêm. Thời khóa, vào cái thời khóa chúng ta hành trì á, là y áo trang nghiêm, chỉnh tề. Hay các Phật tử chúng ta cũng vậy, chúng ta đi chuyên tu như thế này thì chúng ta cũng phải y áo cho trang nghiêm.
Đừng có sợ nóng mà cái áo dài không mặc vào. Có mà không mặc vì sợ nóng á. Đó là khởi cái tâm gì? Cái tâm biếng lười. Cái tâm là không cung kính. Chính vì là sợ nóng thôi, cho nên không mặc. Không mặc áo dài để lên thính pháp. Mặc dù trong túi chúng ta có mang theo à. Thế như vậy đó là oai nghi phép tắc không đầy đủ. Không đầy đủ. Cho nên đây các Phật tử chúng ta cũng phải biết, mỗi khi vào các thời khóa hành trì, tụng kinh, lễ Phật, ngồi thiền vân vân chẳng hạn, thì chúng ta phải y áo cho trang nghiêm đầy đủ. Còn ngoài ra những cái lúc mà chúng ta làm công quả, chấp tác, chấp lao phục dịch vân vân đó, thì chúng ta mặc quần áo bình thường, chúng ta đi qua, chúng ta xá chào vẫn được, không xa. Nhưng lúc đó vì chúng ta đang làm công quả, đang làm Phật sự. Thế cho nên ở đây chúng ta thấy là Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo vị thánh nữ tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng kia rằng về phải ngồi cho ngay thẳng và trì niệm danh hiệu của ta. Đó là đầy đủ cả hai pháp. Cả thân thì học đạo, và khẩu cũng gì cũng học đạo và cũng tu đạo. Thân thì tu và khẩu cũng tu. Thân thì ngồi cho đoan nghiêm, ngay thẳng. Còn khẩu thì trì niệm danh hiệu của Đức Phật đấy. Tức là cả hai đều tu, thân và khẩu đều cùng nhau tu. Phải trang nghiêm như thế. Đó, đấy là một cái điểm này thì chúng ta cũng thấy bình thường chúng ta đọc thì chúng ta thấy có khi bình thường thôi. Nhưng khi học, khi nghe giảng chúng ta mới mở mang ra, chúng ta mới thấy rằng cái điểm gì chúng ta còn khuyết thiếu. Thì khi về nhà, mỗi cái thời lễ bái, hành trì, tụng kinh, niệm Phật, sám thiền vân vân đó, chúng ta phải giữ đầy đủ oai nghi phép tắc khi vào cái thời khóa. Trong suốt 24 tiếng đồng hồ, có những lúc chúng ta còn ở ngoài đời thường, chúng ta còn phải làm ăn, còn phải thì oai nghi phép tắc cũng có thể có lúc khuyết thiếu một chút, thì còn có thể châm chiếc cho. Nhưng khi mà vào thời khóa hành trì lễ niệm thì phải trang nghiêm. Không chỉ đến chùa mà ở nhà cũng vậy. Không chỉ đến chùa có các quý thầy, có sư phụ, chúng ta mới đắp y khi lên lễ Phật, mặc áo dài khi lên lễ Phật. Mà ở gia đình chúng ta cũng thế. Mỗi khi mà lên thời khóa là phải y áo cho trang nghiêm chỉnh tề. Theo như ở trong kinh này, Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo với tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát như thế. Chúng ta muốn được lợi ích như thế thì cũng phải học như gì? Cũng phải học như thế. Đó. Một cái điều rất đơn giản là chúng ta muốn lợi ích như thế thì cũng phải học như thế. Đó. Phải tu như thế, phải hành như thế thì chúng ta cũng sẽ được lợi ích như thế. Đó. Câu thứ ba. Đại chàng hỏi là có người hỏi là hai vợ chồng con cùng tụng kinh Địa Tạng theo chùa, nhưng do tính chất công việc, buổi sáng con tụng kinh cùng chồng quyển thượng, đến tối thì tụng tiếp hai quyển còn lại. Nhưng mà nhiều hôm buổi tối do con phải dạy cháu nhỏ học bài nên không tụng cùng chồng được hai quyển, không tụng cùng chồng được nốt hai quyển. Đến sáng hôm sau con lại cùng tụng với chồng quyển thượng, như vậy có công đức không? Con có bị phạm tội gì không? Không sao, tùy duyên đi. Người học Phật, người tụng kinh ấy, cũng giống như gì? Giống như người ăn mía. Tôi lấy một cái ví dụ như vậy cho các Phật tử biết. Giống như người ăn mía, ăn khúc gốc, khúc giữa hay là khúc ngọn thì đều gì? Tất cả đều gì? Đều ngọt. Nên có cái khúc ngọn á, mình ăn một cái khúc ngọn á, mình khúc ngọn không á thì gì, nó có thể nhạt hơn một chút. Hoặc ăn mình khúc gốc không á thì nó là gì? Nó có thể hơi rắn lên một chút. Nhưng mà gì? Vẫn là cây mía ấy, nó vẫn gì? Có vị ngọt. Phật tử tụng được quyển thượng thì Phật tử có gì? Có công đức của quyển thượng. Tụng được quyển trung thì thêm công đức của... Tôi lấy một cái ví dụ như tụng quyển thượng, mình quyển thượng không á thì có công đức gì? Của ngọn mía chẳng hạn. Tụng quyển trung thì có thêm công đức của khúc giữa của cây mía. Tụng quyển hạ thì Phật tử có thể thêm cả cái gì? Cái gốc của cây mía. Tụng trọn cả ba quyển tức là Phật tử có công đức gì? Giống như ăn trọn cả cây mía vậy. Đó. Còn tụng được một quyển thì thôi, coi như mình ăn gì? Ăn một khúc của một cây mía. Không có tội gì đâu.
chắc chắn Phật không bắt tội chúng ta. Này Phật tử kia, nhà ngươi tại sao lại dám phạm thượng với ta như thế? Nhà ngươi tại làm sao chỉ có tụng quyền thượng mà không tụng quyền trung quyền hạ? Ta sẽ bắt phạt ngươi. Không có cái chuyện đó. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng gì cũng không đến cầm cái tế trượng mà giống xuống ngay trước thì mặt chúng ta mà bảo, chỉ mặt ta mà bảo gì, tại sao ngươi gì, ngươi không kính trọng ta trọn vẹn, tại sao ngươi chỉ kính trọng ta có 1/3 mà không gì không kính trọng ta cả gì cả 3 phần trọn vẹn? Không có cái chuyện đó. Cho nên đối với Phật pháp á, là gì, đầu giữa và cuối, trong kinh luận nói tất cả đều là thiện. Cho nên là tụng được quyển thượng thì có công đức quyển thượng, tụng được quyển trung có thêm công đức quyển trung, tụng được quyển hạ thêm công đức quyển hạ. Chúng ta hiểu biết được Đức Phật dạy ở trọn vẹn trong bộ kinh để chúng ta thực hành thì công đức chúng ta sẽ sớm được viên mãn. Còn chúng ta chưa được hiểu được hết vì một cái lý do đặc biệt, đó là gì, Phật tử phải chăm các cháu vào buổi chiều buổi tối cho nên không thể tụng được hết. Có thể chỉ ngày thứ bảy chủ nhật mà con cái nó được nghỉ, nó ở nhà nó chăm con nó thì mình là bà nội hoặc bà ngoại mới có thể đọc được hết cả bộ thôi, cũng được, không sao. Nhưng ở đây thầy khuyên thêm, không có thời gian tụng kinh suốt cả 3 quyển như vậy thì Phật tử có thể mở cái đài giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng của Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Không hoặc là Cố Trưởng lão Hòa thượng Tuyên Hóa, hay là bài giảng của thầy về kinh Địa Tạng cũng được, mở ra mà nghe. Khi trông cháu vẫn có thể nghe giảng được, nghe giảng tâm chúng ta gì, khai sáng, tâm chúng ta tỏ ngộ, chúng ta hiểu ra, à Phật dạy chúng ta như thế, trong kinh Phật dạy chúng ta làm như vậy. Đọc kinh không chỉ đọc như con vẹt mà chúng ta phải làm như vậy. Phật dạy như vậy, tổ dạy như thế và thầy giảng như thế, chúng ta tin tưởng học tập và làm theo thì công đức đấy mới được trọn vẹn. Đó, khuyên Phật tử này thêm như vậy. Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con hỏi. Con nghe nói lên chùa tụng kinh Địa Tạng và khi tụng sẽ không bị vong theo cũng như bóng đẻ nữa, có đúng không ạ? Con xin thầy giải thích, giải đáp giúp con ạ. Tùy theo. Nếu tụng kinh Địa Tạng mà chúng ta nhất tâm, tức ta dùng tất cả tấm lòng chân thành, thành kính ấy, mà tụng kinh Địa Tạng thì không có vong nào theo được mình cả. Mà nếu có vong theo đi chăng nữa thì tất cả vong đó chỉ theo để hộ pháp, để hộ vệ cho mình. Vong theo để học hỏi nơi gì? Nơi mình mà thôi. Nương theo mình á, để học giáo lý của Đức Phật mà thôi. Chứ vong đó không hại được mình. Và cũng không có một cái bóng nào có thể đè được mình nữa. Và mình chẳng đè lại họ thì thôi chứ chả ai đè mình nữa. Nhưng mà phải dùng lòng chân thành để tụng kinh. Thành kính tha thiết để tụng kinh. Thì sẽ được chư Phật Bồ Tát gia trì cho mình. Thiên Long Bát Bộ gia trì cho mình. Thì khi đó mọi gì, mọi tà ma, mọi quỷ gì, quỷ sứ đều phải lánh xa mình hàng trăm bước, hàng trăm thước, thậm chí gì, hàng cây số, nó phải lánh xa mình như vậy. Chứ huống chi là nó có thể gì, nó có thể hại mình và nó có thể bắt được mình. Trong kinh Địa Tạng nói gì, khi mà người đi đâu xa, kể cả vào nơi chiến trường, đau thương súng ống loạn lạc như vậy, nếu tụng được gì, tụng kinh, tụng bộ kinh đó được 3 hoặc 7 bộ kinh đó, 21 biến kinh Địa Tạng đó, và niệm được 10 vạn câu Phật hiệu đó, thì người đó đi vào nơi gì, nơi chiến trường binh đao khói lửa, các cụ ngày xưa nói chỉ có gì, chỉ có khi mà ra chiến trường binh đao khói lửa như vậy, chỉ có là bom đạn tránh mình, chứ mình làm sao tránh được bom đạn. Các vị thấy có ai tránh được bom đạn không? Ra chiến trường thì không có ai tránh được bom đạn, mà chỉ có bom đạn tránh mình thôi. Cho nên ở kinh Địa Tạng nói là người nào mà làm được cái điều đó thì bom đạn đao kiếm tự tránh mình, ác độc rắn rết, những sự ác độc của gì, của kẻ cướp, của giặc giã, sự độc hại của rắn rết, của bọ cạp, của hổ lang sài báo cũng đều phải lánh xa mình. Đó, chúng ta thấy thế giới động vật còn phải tránh xa mình, yêu ma quỷ quái không có lý gì là hại được mình cả. Mà ngược lại thì còn có Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần, chư Phật Bồ Tát luôn luôn phóng quang minh và gần gũi để gia hộ chúng ta. Cho nên khuyên bạn này, người ta nói lên chùa tụng kinh Địa Tạng về tránh được gì, vong theo và
không bị bóng đè nữa. Đúng đấy. Nhưng mà điều quan trọng là phải chân thành khi tụng kinh, nhất tâm khi tụng kinh, đừng có là tán tâm mà tụng kinh, tức là dùng tâm tán loạn để tụng kinh á, thì đọc kinh trên đầu môi chóp lưỡi, đọc cho gì, cho có doanh số, đọc cho gì có thời khóa, mà tâm thì nghĩ gì, nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ ăn ngon mặc đẹp, luôn nghĩ gì, nếu mà bạn này là bạn nữ thì luôn nghĩ đến bạn nam, lúc tụng kinh mà luôn nghĩ tới bạn nam á, không nghĩ trong thế, không để tâm trong kinh mà luôn nghĩ tới bạn nam, hôm qua đi chơi vui quá, nay ước gì tí nữa tụng kinh xong bạn lại để gọi điện để đi, nhắn tin để đi, sau này mãi chưa thấy bạn thì nhắn tin để đi, vân vân và vân vân đó. Thì tụng kinh như thế, dù tụng 100 năm thì vong nó vẫn cứ theo, mà bóng nó gì vẫn cứ đè. Cho nên đấy gọi là tụng kinh tán tâm, tụng kinh không nhiếp tâm, tụng kinh không chân thành thì sẽ không đạt được như nguyện đâu. Đó, có lời nói với giải thích cho bạn như vậy. Vì sao mà chúng ta là một đạo tràng tịnh độ nay lại tiếp tục khai kinh Địa Tạng, mở pháp hội Địa Tạng? Có những vị Phật tử hỏi chúng tôi rằng vậy thì thầy không làm theo lời dạy của Hòa Thượng Tịnh Không là viện chủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới mà các quý thầy đang theo hay sao? Hòa Thượng chủ trương là nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu, và thầy cũng đã nhiều lần nói rằng nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu, vậy tại sao nay lại thầy lại thêm một bộ kinh Địa Tạng và hướng dẫn các tín đồ Phật tử và tăng ni ở trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chỉ tụng kinh Địa Tạng? Vì chúng ta biết đó, Phật pháp đó, khi Đức Phật còn tại thế, Ngài đã quán xét thấy tận cùng cái nghiệp tính của chúng sinh mà thuyết pháp. Chính vì thế đó, cho nên đó, Đức Thế Tôn Ngài mới thuyết ra đến 84,000 pháp môn tu tập để phù hợp với tất cả căn cơ và sự yêu thích của chúng sinh, nhất là ở thời mạt pháp này. Thì chúng ta biết rằng căn cơ thì không đồng nhau, mỗi người thích một kiểu. Có người thì họ chỉ thích ở lại thế giới này, hoặc là có người thì họ không đủ phúc để tin là có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta biết là để mà tin vào pháp môn tịnh độ, tin là có thế giới Tây Phương Cực Lạc, tin là có Đức Phật A Di Đà, tin mình là người niệm Phật sẽ được vãng sinh, tin được như thế không phải là người bình thường mà tin được. Chúng ta biết là kể cả người xuất gia tu hành ở trong đạo bao nhiêu năm nhưng vẫn còn không tin vào pháp môn tịnh độ được. Đó. Mà những người không tin vào pháp môn tịnh độ thì đương nhiên họ mà chưa chứng đắc được thánh quả A La Hán, chưa chứng đắc được thánh quả A Na Hàm thì họ vẫn còn luân chuyển ở trong lục đạo luân hồi. Có phúc thì lên cõi trời cao nhất, đó là cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ. Rồi thấp nhất là cõi trời dục giới, cõi trời tứ thiên vương. Có phúc họ sinh lên các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó. Hết phúc hoặc là kém phúc họ lại sinh xuống làm Atula, hoặc là xuống nhân gian làm người như chúng ta. Cứ xoay chuyển như vậy, mà hết phúc nữa thì họ còn đọa vào trong ba đường ác đạo: súc sinh, ngã quỷ và địa ngục. Xuống đến tận cùng của sự khổ đau đó là đọa trong địa ngục. Trong các địa ngục thì kinh Địa Tạng nói rằng A Tỳ địa ngục, chúng sinh ở nơi đó chịu khổ báo lâu dài nhất và khổ cực nhất. Mà đã đọa vào trong địa ngục A Tỳ rồi thì không biết bao giờ cho ra được. Cho nên ở trên pháp hội, ở tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh Địa Tạng, phó chúc cho Địa Tạng và dặn Bồ Tát Địa Tạng rằng á, ở đời sau này khi Như Lai nhập Niết Bàn, những chúng sinh khổ não ở trong sáu đường ở thế giới Sa Bà này, và đặc biệt là cõi Nam Diêu Phù Đề này, tức là cõi mà chúng ta đang ở này đó, tức là trái đất mà chúng ta đang cư trú này đó, thì ở cõi này tất cả những chúng sinh đau khổ ở trong những đường ác đạo về đời mai sau, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật
phó thúc cho Bồ Tát Địa Tạng có trách nhiệm để dẫn dắt vào trong ba đường ác đạo đó để cứu độ những chúng sinh đau khổ trong đó ra. Trong kinh nói rằng á, nếu mà ở đời sau này có những chúng sinh nào, hoặc thiện nam hoặc tín nữ, hoặc là người chưa quy kính Tam Bảo, ở trên đời họ làm nhiều những việc xấu ác, sau khi chết đi phải đọa vào trong ba đường ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhất là hai đường ác đạo ngạ quỷ và địa ngục, hai đường đau khổ đến tột cùng này. Khi vào tới đó rồi họ mới ăn năn, mới hối cải và mới biết rằng á, cái sự thọ báo khổ cực ở trong địa ngục và trong đường quỷ đói nó như thế nào. Bây giờ họ ăn năn, họ sám hối, họ muốn thoát ra, nhưng mà thì không có người nào để làm phúc cho họ. Vậy Đức Phật mới nói kinh Địa Tạng và nói rằng á, này Địa Tạng Bồ Tát, rồi Ngài dạy là ở đời sau này có thiện nam tín nữ nào muốn báo hiếu ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp thì làm cách nào? Nói rằng á, chỉ cần được nghe và được thấy kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, rồi đọc tụng thọ trì trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, nhìn thấy tôn tượng và tranh ảnh của Bồ Tát Địa Tạng, nhất tâm cung kính cúng dường tán thán khen ngợi, lấy công đức đó để hồi hướng cầu nguyện cho những người thân đã quá vãng từ nhiều đời nhiều kiếp cho đến đời gần đây, được công đức lợi lạc vô cùng. Những người đau khổ đang chìm đắm ở trong những đường ác đạo ngã quỷ và địa ngục đó liền là được Bồ Tát Địa Tạng thị hiện thần thông vận dụng thần lực để thể hiện ra hàng trăm nghìn muôn ức hóa thân đi vào những nơi khổ nạn đó để thuyết pháp độ sinh, dẫn dắt những kẻ đó hồi tâm chuyển ý hướng về điều thiện, và chỉ trong một thời gian ngắn là được thoát ly chúng khổ ở trong địa ngục khổ đó. Nhấn đến thọ khổ trong địa ngục A Tỳ, đáng lẽ ra thì trải qua hàng nghìn, hàng trăm nghìn vạn ức triệu năm, nhưng mà khi mà người thân đã nhất tâm họ chỉ đọc tụng và hồi hướng cầu nguyện cho, thì cái hương linh đó, vong linh đó, tội nhân đó cũng sớm được tiêu diệt tội khổ ở trong địa ngục A Tỳ và sớm được giải thoát, sớm được gặp Phật pháp. Rồi Đức Phật còn nói, người thủ trì kinh Địa Tạng không chỉ dành cho người đã khuất, mà người còn sống cũng được an lạc và lợi ích vô cùng. Trong kinh Đức Phật nói, người mà ngu si đần độn học mãi không vào, Đức Phật dạy là đối trước tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, nhất tâm thủ trì kinh Địa Tạng mỗi một ngày trọn đủ ba thời, tức là hết cả một quyển đó, hết cả một quyển có ba phẩm trung thượng và hạ đó. Trong kinh nói là người đó ngu si dần dần cũng được gì, khai thông trí tuệ, học hành nhớ biết, trí tuệ thông mở. Rồi kinh cũng nói nữa, người ở thế gian vì cái nghiệp chướng lâu đời lâu kiếp mình đã tạo, cho nên á, khi mà mắc cái bệnh khổ cầu chết thì không chết cho, cầu sống thì cũng không khỏi bệnh, cầu khỏi bệnh không khỏi mà cầu chết cũng chẳng được, cầu sống cũng chẳng xong. Đức Phật nói bây giờ thì nên gì, đối trước tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng. Có thể nếu mà người ốm đó không đọc tụng được nữa thì dùng người thân hoặc thỉnh chư tăng đọc tụng kinh Địa Tạng 7 ngày cho đến 21 ngày, lấy công đức đó để hồi hướng, thì người đó nếu mà mệnh hết thì sẽ nhẹ nhàng ra đi, nếu mà mệnh mà còn thì sẽ gặp thầy gặp thuốc, dần dần bệnh tình sẽ thuyên giảm đó. Chúng ta thấy các kinh điển của Đức Phật thì phần lớn là dành gì ạ? Dành cho những người tu hành,
tu mình tu thì mình được. Nhưng riêng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, bằng cái lòng đại bi, đại trí và đại nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và lòng đại từ đại bi của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, ngài tuyên thuyết kinh này, rồi sai các vị Bồ Tát, các vị thần linh trong khắp pháp giới đều cùng với Bồ Tát Địa Tạng để hộ trì kinh này và giúp đỡ gia hộ cho những người thọ trì đọc tụng kinh này. Còn sống thì được phúc báo, được tiêu nghiệp chướng. Và đặc biệt là khi hết báo thân này, chúng ta vĩnh viễn không bị đọa vào trong ba đường ác nữa. Trong kinh nói là người mà thọ trì, nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh Bồ Tát Địa Tạng thì vĩnh viễn không bị đọa vào trong đường ác nữa. Vì sao trong kinh lại nói như vậy? Vì đọc tụng thọ trì kinh Địa Tạng, chúng ta hiểu được cái lý nhân quả mà Đức Phật đã nói ở trong đó. Giáo lý của Phật Đà ở trong kinh Địa Tạng rất thâm sâu, rất huyền diệu, nhưng ngược lại cũng rất là gần gũi ngay với cuộc sống của mỗi tăng ni tín đồ Phật tử của chúng ta, nhất là thời mạt pháp này. Vì sao Bồ Tát Địa Tạng lại kể với Thánh Mẫu Maria là thân mẫu của Đức Phật về gì? Về các địa ngục khổ. Vì muốn cho chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề chúng ta này biết được rằng chung quanh chúng ta trong cuộc sống này chết chưa phải là hết, mà chết chỉ là một sự gì? Thay đổi về cái hình thức và cái thân thể, cái trạng thái tâm thức của chúng ta chuyển sang một đời khác mà thôi. Tùy theo nghiệp báo, cái nhân mà chúng ta trồng ngày hôm nay thì sẽ được hưởng cái quả báo hoặc là tốt hoặc xấu ở đời sau. Gieo nhân thiện, nhân lành thì sẽ được quả báo tốt đẹp, thiện lành về đời sau. Nếu còn gieo nhân xấu thì chắc chắn sẽ hưởng được quả báo xấu ác ở đời sau. Đó là về lý nhân quả. Người học Phật mà không hiểu được nhân quả thì chúng ta sẽ không thành tựu được bất cứ ở trên một pháp môn nào. Cho nên ở đây chúng tôi muốn là tăng ni tín đồ Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta phải đi từ những cái căn bản, đó là hiểu lý nhân quả. Và chúng ta cũng không chỉ có cầu giải thoát cho riêng bản thân mình, mà chúng ta còn phải nghĩ tới ông bà tổ tiên, không chỉ một đời hiện đời mà còn nhiều đời nhiều kiếp về trước, muốn cho họ cùng được giải thoát, cùng được thoát ly chúng khổ. Cho nên song song với truyền bá kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, chúng ta thụ trì và đọc tụng truyền thêm kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để làm cái chỗ sở y cho các tăng ni và Phật tử mới vào cửa đạo. Chúng ta đọc tụng thụ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng không chỉ được Bồ Tát Địa Tạng mà còn được chư Phật khắp mười phương, chư Đại Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, Pháp Thiện Thần khắp mười phương cũng đồng là hoan hỷ, phóng quang minh và tiếp dẫn những chúng sinh tội khổ ở trong ba đường ác đạo mà có đủ duyên lành, họ ăn năn sám hối, đủ duyên lành thì được đầu thai, được siêu thoát về các cõi thiên giới, thiện giới và các cõi tốt hơn. Đó, thì đấy là những cái mà chúng ta nhất tâm hành trì lễ bái thì có những cái điều cảm ứng bất khả tư nghị đó nó xảy ra. Nhưng con mắt thường chúng ta không thấy được, nhưng chúng ta đủ niềm tin thì chúng ta vẫn có những cảm nhận được. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học vào phần kinh tiếp theo. Trong văn kinh ấy, bây giờ vô độc vừa bảo với Bồ Tát Địa Tạng xong như vậy thì ngài liền cung kính chắp tay xá chào mà lui. Thánh nữ ngay khi ấy như người tỉnh giấc mộng, liền đi đến trước tháp cung kính mà cúng dường Đức Phật Giác Hóa Định Tự Tại Vương Như Lai. Cúng dường Phật xong rồi, ngài liền phát nguyện rằng: con nguyện từ nay cho đến tận cùng ở đời vị lai, nếu có chúng sinh nào mắc vào các tội khổ thì con sẽ lập ra nhiều các chức phương tiện khiến cho chúng sinh đó thảy đều được giải thoát. Chúng ta thấy qua đoạn văn kinh này thì chúng ta lại bắt đầu là
Thánh nữ Bồ Tát Bà La Môn bắt đầu là phát đại Bồ Đề tâm từ đó. Thấy cái chúng sinh đau khổ nhiều quá, đau khổ quá nhiều, cho nên là Ngài bắt đầu phát đại Bồ Đề tâm, thể độ chúng sinh. Đầu tiên là xuất phát từ cái tấm lòng hiếu thảo, cứu độ mẹ mình. Nhưng vì vào đó thì thấy là chúng sinh quá khổ, mẹ mình khổ, chúng sinh khổ cũng như thế thôi. Tất cả chúng sinh khổ giống như cũng như là mẹ mình khổ. Tâm của Bồ Tát khi mà có cái nhìn từ bi và bình đẳng như vậy, thì mẹ mình đau khổ như thế nào, Ngài thấy là chúng sinh cũng đau khổ như thế. Đó. Chúng ta là người tu học Phật Pháp thì phải phát được cái tâm đó, cái tâm Bồ Đề đó, cái tâm bình đẳng đó. Tâm bình đẳng đó được thể hiện như thế nào? Đối với người tu hành của chúng ta, bất luận là xuất gia hay tại gia, chúng ta đã phát nguyện theo Phật, cầu Phật chân chính, thì chúng ta phải phát được cái Bồ Đề tâm, khởi cái lòng lành, thương tưởng tất cả chúng sinh giống như người thân của mình ạ. Thậm chí chúng ta phải thương họ hơn là thương bản thân của mình ạ. Làm được như thế tức là làm hạnh của gì? Hạnh của Phật, hạnh của Bồ Tát, hạnh của các vị hiền thánh tăng. Phật Bồ Tát đã phát tâm như thế nào, chúng ta cũng phải học các ngài phát tâm như thế. Nhưng chúng ta thì hàng sơ học, tức là mới biết tới Phật Pháp, mới bắt đầu đang học tu, thì chúng ta đi từng bước dần dần. Ví dụ như Phật tử tại gia, khi Đức Phật còn tại thế, Ngài dạy chúng ta cái phương pháp là nuôi lớn Bồ Đề tâm. Đó chính là gì? Một tháng là 6 ngày ăn chay. 6 ngày ăn chay trường này chính là nuôi lớn Bồ Đề tâm. Vì sao lại nói như vậy? Vì nghĩ tới tất cả chúng sinh, nó có sự sống, nó cũng ham sống sợ chết như con người chúng ta vậy. Nó cũng có gia đình. Chúng ta đừng nghĩ rằng các loài súc sinh không có gia đình. Con chó, con mèo nó có gia đình không các quý vị? Có gia đình. Con lợn có gia đình không? Cũng có gia đình. Chúng ta thấy con lợn mẹ nó sinh ra những con lợn con, và nó cũng biết yêu thương, nó cũng biết gì. Những con lợn con nó mới sinh ra chưa biết ăn đó, nó đói, nó gì đòi mẹ nó bú đó, thì mẹ nó cũng gì, mẹ nó cũng tìm vào một cái góc nào đó sạch sẽ để nằm cho con nó, cho con nó bú. Và con người chúng ta cũng thế. Nhận đến con trâu, con bò, con chó, con lợn đều thế cả. Rồi con cá, chúng ta nhìn thấy cái con cá quả mà nó sinh cái đám con nhỏ của nó và nó bảo vệ đám con của nó kinh lắm. Mà những đám con của nó cũng có tình với người mẹ ghê lắm. Tôi xem một cái đoạn video clip mà tôi chảy nước mắt, là có một cái bác thợ đi câu. Đây là người bên châu Âu, không phải người Việt Nam chúng ta. Người Việt Nam chúng ta thì chắc phải tìm cách để vớt cả đàn con nó luôn. Một cái bác đi câu, nó một cái anh đi câu, nó câu được cái con cá quả to. Khi nó câu con cá, nó mắc mồi, con cá mẹ mắc mồi á, mắc lưới câu á, thì cả cái đàn con nó bị bé tí tí bằng cái đầu đũa thôi, nó dài khoảng bằng ngón tay út này, nhưng mà nó bé hơn. Cả đàn con đến hàng nghìn con cá con như vậy, nó bâu kín mẹ nó vào, nó bâu kín mẹ, khi mẹ nó chuẩn bị nhấc lên bờ là đàn cá con nó bâu kín vào mẹ, nó bâu kín luôn, chạy kín theo mẹ nó luôn. Khi mà cái con cá quả mẹ được nhấc lên thì cái đàn cá con nó cứ chạy vào sát bờ, có con nó còn nhảy theo nữa. Và cái người đi câu đó thấy như thế, họ thấy cái tình cảm của giữa những con cá con với con cá mẹ như vậy, và cái người đó liền thả con cá mẹ xuống dưới, trả lại dưới lòng sông. Và cho nên ở trên đời chúng ta thấy Đức Phật muốn cho những người tu tập bắt đầu dần dần, đầu tiên là khởi cái tâm từ bi, biết yêu thương, biết tôn trọng mạng sống của muôn loài, của chúng sinh. Bằng cách là gì? Đầu tiên là ăn chay một tháng 2 ngày, rồi cho đến tháng 6 ngày, rồi đến tháng gì 10 ngày. Và dần dần chúng ta quen, cái lòng từ bi chúng ta sinh ra, tâm Bồ Đề chúng ta lớn thêm. Trong A Lại Gia Thức chúng ta, khi chúng ta phát Bồ Đề tâm, khởi cái từ bi tâm đó mà tu á, thì trong A Lại Gia Thức của chúng ta dần dần nó chuyển biến từ cái chỗ tâm tối u mê thành sáng suốt thanh tịnh. Bởi vì tàng thức A Lại Gia của chúng ta ví như cái kho á, chúng ta gieo cái chủng tử thiện vào thì hạt giống thiện nó nảy nở ra.
Chúng ta gieo cái chủng tử xấu thì hạt giống ác nó cũng sản sinh ra. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là quán chiếu và phát khởi lòng từ bi dần dần bằng chính những hành động hàng ngày của chúng ta thiết thực. Đó là ăn chay, tụng kinh niệm Phật, săn thiền, giữ giới, vân vân. Tất cả những cái đó cũng chỉ để nuôi lớn cái tâm bồ đề của chúng ta mà thôi, làm cho nó sáng rõ cái tâm đạo của chúng ta mà thôi. Vậy cho nên ở đây Bồ Tát Địa Tạng khi mà thấy chúng sinh đau khổ như vậy, Ngài quán chiếu được ngay, coi tất cả sự khổ đau của chúng sinh cũng giống như sự khổ đau của mẹ mình. Vì vậy cho nên ngay đó Địa Tạng Bồ Tát đã phát được Đại Bồ Đề Tâm. Đây gọi là Đại Bồ Đề Tâm. Đại tức là to lớn. Bồ Đề tức là chỉ cho cái lòng từ bi hỷ xả đầy đủ viên mãn không khuyết thiếu vậy. Cho nên ở đây chúng ta học Phật, học ở cái gì? Tụng kinh tụng ở cái gì? Tụng kinh không phải là chỉ đọc kinh xong để cầu nguyện là Phật Bồ Tát ban phúc giáng họa cho chúng ta. Tụng kinh là chúng ta phải y giáo phụng hành theo trong kinh, dần dần làm từ thấp cho đến cao. Cái gì chúng ta làm được trước thì nên làm trước, đó gọi là trì kinh. Đầu tiên chúng ta sẽ đọc kinh này. Chúng ta bây giờ đang ở trong giai đoạn gọi là đọc kinh. Đã. Đọc để làm gì? Đọc để hiểu, để biết đã. Khi mà chúng ta thuộc lòng rồi, chúng ta nhìn lướt qua mà chúng ta vẫn đọc được thì lúc đó gọi là gì? Gọi là tụng kinh. Đầu tiên là đọc kinh, tiến lên một bước, thứ hai là tụng kinh, đến bước thứ ba gọi là gì? Là trì kinh, hay gọi là thụ trì kinh. Trì tức là giữ, là nắm giữ. Mà nắm giữ ở đây có nghĩa là làm theo. Lấy cái bộ kinh đó dần dần chúng ta học tập và làm theo. Ví dụ chúng ta là đọc, tụng và thụ trì kinh Địa Tạng. Thì ngày đầu tiên như dạo này chúng ta là đang học để đọc này. Đang đọc này. Rồi tiến lên một chút nữa là tụng này. Khi mà chúng ta thông rồi, đọc lâu lâu đi rồi á, gần như thuộc lòng rồi á, mà thuộc lòng được thì càng tốt, thì đó gọi là gì? Gọi là tụng kinh. Rồi bắt đầu chúng ta nghiên cứu, nghiền ngẫm về giáo lý mà Đức Phật dạy chúng ta ở trong bộ kinh Địa Tạng này. Đức Phật và Bồ Tát Địa Tạng, chư Đại Bồ Tát dạy chúng ta bỏ ác, làm lành, lãnh giữ hành thiện. Thì chúng ta phải học dần dần phải bỏ ác. Cái đầu tiên là phải bỏ ác. Rồi sau cái bỏ ác và tiến lên là chúng ta gì? Làm lành. Làm lành bằng cách nào? Rất nhiều cách để chúng ta làm lành. Bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, đọc tụng kinh văn đại thừa, vân vân, đều là những việc gì? Đều là những việc thiện. Nói năng hành động khiến cho người hoan hỷ vui vẻ, khuyến hóa dạy bảo cho người biết tụng kinh niệm Phật, biết bỏ ác làm lành như mình, đó chính là hành thiện, đó chính là làm lành. Những cái điều nào xấu ác có thể sẽ đến với chúng ta thì chúng ta cố gắng lánh nó đi, tránh nó đi, gọi là lánh giữ. Lánh giữ tức là những việc xấu ác chưa đến, chuẩn bị đến thì chúng ta lánh được thì cố gắng lánh đi, đừng có tạo tác nữa. Thậm chí biết cái việc đó, làm việc đó là chúng ta có tiền, thậm chí có rất nhiều tiền, nhưng mà biết là xấu ác thì nhất định không làm, nhất định không làm. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào? Người xuất gia và Phật tử tại gia chúng ta phải học theo kinh Phật, làm theo lời Phật dạy, đó chính là chúng ta hưng long tam bảo. Đó là chính là chúng ta hộ trì Phật Pháp, trên thì cầu giáo Pháp của Đức Phật để minh tâm kiến tính, dưới thì có thể cảm hóa được chúng sinh, thu phục được lòng người, khiến cho họ phát khởi tín tâm mà quý kính tam bảo, tán thán tam bảo, khen ngợi tam bảo, và thậm chí là còn quy y theo tam bảo, nương vào tam bảo để tu tập, để hành trì nữa. Trách nhiệm và bổn phận của Phật tử chúng ta là phải làm cái điều đó. Tăng ni xuất gia và Phật tử chúng ta cũng phải làm điều đó. Tất cả chúng ta đều phải làm điều đó, đó chính là người học Phật. Đấy gọi là học Phật chân chính. Đó. Cho nên ở đây
khi mà chúng ta học, chúng ta thấy Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm như thế, chúng ta đọc không là chỉ có thấy như vậy và chúng ta cứ thấy như vậy là chúng ta cười, hoặc chúng ta thấy hoan hỷ quá, Bồ Tát làm được điều đó hoan hỷ quá, mà thực tế là chúng ta cũng phải học và làm như thế. Chúng ta chưa làm một kiếp, chưa làm được lớn như là Ngài, chưa phát đại bồ đề, được đại bồ đề tâm như Ngài, thể độ hết thảy chúng sinh như Ngài, nhưng chúng ta cũng phải trước tiên là phải độ cái chúng sinh ở trong chúng ta đã. Thế nào là độ chúng sinh ở trong chúng ta? Tham sân si đó chính là cái gốc của chúng sinh, đó chính là căn bản phiền não của tất cả chúng sinh. Tất cả phiền não, tất cả sự khổ đau đều do tham sân si ba độc này mà ra. Cho nên thể độ tất cả chúng sinh, tức là chúng ta dần dần làm giảm cái tham, cái sân, cái si trong mỗi con người chúng ta đi. Phương pháp tín nguyện chỉ danh Đức Phật A Di Đà để cầu nguyện vãng sinh là một cái pháp môn thù thắng, không phải ai cũng có thể tin được, và không phải ai cũng có thể đủ phúc đủ duyên để nghe được, để tin được. Thậm chí nghe đấy nhưng mà họ chưa khởi niềm tin. Vì sao? Vì chính trong kinh A Di Đà Đức Phật đã nói về kẻ đó không gì ạ, không có phúc đức nhân duyên và thiện căn với A Di Đà Phật, cho nên họ không nghe. Mặc dù người đó rất là trí tuệ, thậm chí người đó đã xuất gia lên ngôi hòa thượng thượng tọa rồi, nhưng vẫn không tin được. Vì sao? Vì cái thiện căn với họ với A Di Đà Phật không có, chưa gieo bao giờ. Cho nên với những người như thế, mình đem kinh Vô Lượng Thọ trao cho họ, chắc chắn họ sẽ không tin, họ sẽ không nghe. Và không tin không nghe thì đương nhiên họ sẽ không thọ trì đọc tụng, không thọ trì đọc tụng thì đương nhiên sẽ không được lợi ích ở trong đó. Rồi nữa, có những chúng sinh khổ ở trong những đường ác đạo, ví dụ như đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Chúng ta biết rằng qua kinh A Di Đà thì chúng ta thấy họ không có đủ công đức phúc báo để vãng sinh. Vì trong kinh A Di Đà Đức Phật Thích Ca nói là gì? Này Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng một chút thiện căn, phúc đức, nhân duyên mà có thể được sang sinh sang thế giới kia đâu. Có nghĩa là A Di Đà Phật, Ngài tuyển chọn, lòng từ bi của Ngài giống như người mẹ thương đứa con đỏ, nhưng mà Ngài phải tuyển chọn xem chúng ta có đầy đủ tín nguyện hạnh để vãng sinh về đó chưa. Nếu chưa đầy đủ tín nguyện hạnh thì tuyệt nhiên không có phần về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên ở đây chúng tôi mới thấy rằng, quán xét sâu xa ra mới thấy rằng có mấy người tin được tịnh độ thù thắng, có mấy người hành trì và tu tập phát nguyện vãng sinh được về Tây Phương tịnh độ thù thắng. Hòa Thượng Tịnh Không dẫn lời của sư phụ của mình là Ngài Lý Bình Nam nói rằng thời mạt pháp này có hàng ngàn người niệm Phật nhưng chỉ được có 1-2 người vãng sinh thôi. Vậy được có 1-2 người vãng sinh, còn 998 người kia đi đâu? Các vị biết đi đâu? Xoay chuyển ở trong vòng luân hồi lục đạo này vậy. Mà xoay chuyển trong vòng luân hồi lục đạo mà hết phúc rồi thì đọa vào trong ba đường ác. Đoạn trong ba đường ác. Cho nên đó, đây là cũng là một cái điều mà chúng ta cũng phải suy nghĩ. Các tổ thì dạy chúng ta là chỉ cần trước khi lâm chung gặp được tăng ni hoặc Phật tử trong đạo tràng nhất tâm đến để trợ niệm cho, và người đó cũng nhất tâm tín nguyện chỉ danh hiệu Phật được 10 câu sẽ được vãng sinh. Nhưng mà chúng ta biết thử hỏi rằng có mấy người được như thế. Thậm chí cả đời mình tu tập, nhưng đến khi chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay, cái nghiệp báo oan gia trái chủ của mình nó nhiều, nó kéo đến trùng trùng điệp điệp, và nó mượn thân thể, mượn ý chí của họ hàng người thân của mình, và họ thì họ áp đặt cái việc mà tang gia của mình khi mình mất đó. Mình chuẩn bị nằm xuống một cái, họ hàng quan cháu nó kéo về, nó bảo là gì, đòi làm mình di chúc làm theo nghi thức Phật giáo, đó là không chống kèn, không sát sinh, không khóc lóc, mà chỉ có niệm Phật và niệm Phật mà thôi. Nhưng nó bảo không. Thậm chí các vị biết có những Phật tử đến đây, chúng tôi đã biết rồi, làm cả di chúc rồi, nhưng mà vừa nằm xuống một cái, con cháu nó hủy di chúc ngay, nó không làm theo. Nó bảo là bà di chúc thì làm cho bà vui thế thôi, chứ còn thì mình phải quyết định chứ. Và nó quyết định nằm xuống một cái, nó gọi ông thầy cúng thầy mo về, nó cúng cho
thịt gà thịt chó nó cúng cho đầy trên mâm. Lúc còn sống thì ăn chay phóng sinh tu phúc, nằm xuống một cái nó đã thịt gà thịt lợn nó đầy đặt đầy lên trên trên cái bàn thờ của mình rồi. Đó, đó là gì? Đó chính là oan gia trái chủ, đó chính là nghiệp báo nó lôi kéo mình lại. Trong bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng Kinh nói là gì? Nói là khi mà mình gia đình mình có người mất á, mà cái gia đình người đó vừa đem sát sinh hại vật á để cúng tế quỷ thần á, Đức Phật nói là không được lợi một chút nào, ngược lại còn làm hại cho cái vong mà mới mất kia. Vì sao? Vì phải đi gì ạ? Đi đối chất. Trong cái cơ hội đáng lẽ thì được vãng sinh, nhưng mà phải đi đối chất. Vì sao phải đi đối chất? Vì khi mà gia đình chúng ta sát sinh hại vật thì chính những cái con vật kia nó, nói nôm na như thế gian chúng ta còn con vác đơn nó gì, nó kiện lên Diêm Vương, nó đến 10 điện Diêm Vương, nó kêu gì, nó kêu oan, nó bảo tại cái gì, cái ông kia, cái bà, cái anh kia, chị kia thì tôi mới gì, tôi mới mất mạng. Và bây giờ gì, Diêm Vương cũng phải công bằng, vì Diêm Vương là Bồ Tát mà, Bồ Tát thì phải công bằng rồi. Trong kinh Địa Tạng, các vị Diêm Vương, các vị quỷ thần chủ về cai về các ngục, đó chính là các vị Bồ Tát thị hiện. Như là Bồ Tát chủ mệnh thế gian đó, chỉ còn có 170 đời nữa là gì, là thành Phật. Đó, đó là các vị Bồ Tát thị hiện. Hàng Bồ Tát là đẳng giác thì hiện ra ở cái cảnh giới đó để dẫn dắt chúng sinh. Mà Bồ Tát thì đương nhiên không được thương những người theo ông mà ghét những người thì không theo ông rồi. Mà chúng tôi cũng theo mà, nhưng mà cái phúc báo của chúng tôi kém cho nên chúng tôi mới làm xúc sinh. Nay tôi bị giết, ông phải xử thế nào thì xử, phải công bằng. Cho nên Diêm Vương bắt buộc cũng phải phải gì, cho ngưu đầu ngục tốt là đi đến để lôi cái kẻ đó xuống để hỏi tội xem. Trước khi mất ông có gì, ông có bảo người nhà làm ma to cho tôi không, để mở mày mở mặt cho gia đình dòng họ không? Bà có dặn con cháu phải giết gà mổ lợn để làm ma to để cúng bái quỷ thần để cho tôi ở dưới kia không bị đói khát không? Có chứ, cũng giống như ở trên thế gian chúng ta mà. Khi mà có một cái vụ án mạng xảy ra thì bên ngành công an, bên ngành tòa án họ không chỉ bắt một người, mà người nào có liên quan có mặt ở đó liền thì nhẹ thì họ mời đến, nặng thì gì, viết giấy triệu tập đến, họ nghi ngờ là có đồng phạm thì triệu tập đến để sao? Để họ tra hỏi, xét hỏi cho kỹ càng thì mới vào gì ạ? Mới vào bản án. Khi đó mới ra xét xử được. Thì cõi dương chúng ta thế nào thì cõi âm cũng như thế các quý vị ạ. Cho nên rằng á, trong kinh Địa Tạng nói rằng á, nếu mà gia đình chúng ta với có người nằm xuống mà con cháu người thân sát sinh hại vật, người đó cho dù có công đức tu hành rất lớn, đáng lẽ được đi vãng sinh ngay, nhưng mà do người thân không hiểu biết làm những cái việc đó khiến cho cơ hội vãng sinh của người đó bị dừng lại. Ví dụ như A Di Đà Phật đang chuẩn bị đến để phóng quang minh tiếp rước chúng ta, nếu chúng ta là hành giả tịnh độ, ngài đang chuyển về đến thì ngài thì lại thấy con cháu chúng ta sát sinh hại vật, mấy con lợn, mấy con gà, thậm chí cả con trâu con bò lên đấy chẳng hạn, hoặc là bao nhiêu những sinh linh nhỏ bé bổ câu xe sẻ vân vân đem về để làm thịt để giết mổ, trong khi gia đình chúng ta mất như thế chẳng hạn, thì A Di Đà Phật có phóng quang tiếp dẫn đi chăng nữa, nhưng mà lúc đó thập điện Diêm Vương cử sứ giả đến bạch với A Di Đà Phật rằng á, xin Đức Thế Tôn, trường hợp này là chưa cho đi được vì con đang có đơn kiện ở dưới kia kìa. Cho nên là A Di Đà Phật thấy như vậy thì đương nhiên nếu mà ngài cứ rước đi thì đương nhiên là gì, cái quy luật nhân quả ở trong thế gian này bị đảo lộn hết, đúng không? Đảo lộn hết. Cho nên A Di Đà Phật trong kinh chúng ta phải nhớ về Đức Phật nói rằng gì, phải đầy đủ thiện căn này, phúc đức này, nhân duyên này, đầy đủ ba yếu tố này thì mới A Di Đà Phật mới đến tiếp rước vãng sinh, chứ không phải là ai cũng vãng sinh được đâu. Chúng ta nhớ Hòa Thượng Thỉnh Không nói là dẫn lời của sư phụ của ngài là thời mạt pháp 1.000 người tu hành chỉ có đến được 1 hoặc 2 người mà thôi. Muốn biết là chúng ta có thực sự tín tâm và xả bỏ được hay không, muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc được phải gì ạ? Trước tiên là phải gì? Phải xả được. Xả cái gì? Xả tất cả những cái gì mà cha chúng ta đâm chấp cho là gì? Cho là của ta. Đây là nhà của ta, đây tài sản của ta, đây vợ của ta, đây chồng của ta, đây con của ta, đây cháu của ta, đây công danh tiền tài của cải vân vân của ta đã làm
cả một cuộc đời bây giờ mới tích có được thế này, và cho nên này là của ta. Muốn biết được vãng sinh hay không, tôi có một bài toán thử rất dễ thôi, nó có thể ứng được khoảng 10%. 21 ngày mở pháp hội địa tạng, xả đi ở lại 21 ngày thử xem ở được không. Chắc chắn chỉ được khoảng 1/10 trong này là bạch thầy con có thể ở được, còn lại thì bạch thầy con gì, thôi thầy cho con kinh con về nhà con tụng, hoặc là gì, bạch thầy nhà con ở nhà nay con đi gì, con trốn gia đình con không đi, đi vậy thì tối là chiều tối là về ngay. Rồi có người thì bạch thầy con chỉ đi được vào thứ bảy chủ nhật thôi, vì còn phải trông cháu cho, trong nhà cho con, nhà con đi làm đủ các thứ hết. Cho nên chính vì vậy, nếu mà gì, cái ngã chưa xả được thì đương nhiên chúng ta đừng có mơ mộng đến chuyện vãng sinh. Không xả được cái sự chấp ngã và tài sản của ngã đó, tức là của ta đó, gia đình của ta, mọi cái của ta đó, thì đừng có nói đến chuyện vãng sinh. Đó, trong kinh nói là 1 ngày đến 7 ngày được vãng sinh, nhưng mà phải gì, dành cho người nhất tâm bất loạn. Trong kinh nói là 10 niệm lúc lâm chung được vãng sinh, nhưng mà người đó phải gì ạ, phải đầy đủ thiện căn phúc đức nhân duyên, cái thứ nhất. Cái thứ hai, trong lúc 10 niệm đó chúng ta buông xả được hoàn toàn, một lòng chỉ cầu vãng sinh trong giây phút đó thôi. Nhưng ai dám đảm bảo khi đó chúng ta một lòng cầu vãng sinh? Chả ai đảm bảo được là khi đó chúng ta một lòng cầu đảm bảo vãng sinh cả. Mà khi đó chúng ta lại có thể nhớ đến là gì, còn mấy cái vàng hay là mấy chỉ vàng để ở trong tủ, không biết là nó có biết để nó lấy ra nó tiêu không, không biết thì bỏ đấy, mà mất đi thì tiếc quá. Chỉ cần khởi một cái niệm đó đang lúc niệm Phật là gì, mất tiêu rồi, coi như là dầu hết đèn tắt rồi. Đó, không phải đơn giản các quý vị ạ. Cho nên phải tu, để tu từ khi còn trẻ, tu từ khi còn khỏe, biết đến Phật ngày nào phải tu ngày đó để cho tiêu nghiệp đi. Rồi trong kinh Địa Tạng nói không chỉ bình thường đâu, con người ta cái nghiệp mà nặng khi chết á. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói là Bồ Tát Địa Tạng dẫn chứng là khi mà con người ta mới mất, có những gì, những quỷ thần gọi là oan gia trái chủ của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp đời trước, nó hiện đến nó thì nó làm, thậm chí thì những cái quỷ thần mà lớn thiên ma nó hiện làm giả cả gì, cả A Di Đà Phật nữa, có giả cả Phật nữa, nó hiện đến nó thì nó rước chúng ta, và chúng ta tưởng là Phật và đi theo nó, đi ra khỏi cái thân thể một cái đi được một chút nó quay lại, nó hiện là nguyên hình, nó cười cạc cạc, chúng ta chả làm được gì nó nữa, thế là nó tóm nó lôi đi. Rồi á, kinh Địa Tạng còn nói nó hiện ra là người gì, rằng là ông bà cha mẹ người thân của chúng ta, bạn bè thân thiết của chúng ta đến rủ chúng ta đi, giống như là một cuộc đi chơi á. Và chúng ta lúc đó đang ốm nặng, nằm nặng lên khừ khừ ở trên giường, và chúng ta thần thức chúng ta cứ nghĩ là mình đi chơi, nhưng thực tế là gì, là oan gia trái chủ đến nó lừa chúng ta và rước đi ra khỏi tấm thân rồi, thế là tức là thân của chúng ta chết không quay trở lại được nữa, và bây giờ nó tự do tự tại, nó bắt chúng ta đi đem đến trước thì nó lôi đến trước điện tiền Diêm Vương và nó mới kiện chúng ta đó. Thế làm thế nào cho hết? Trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng nói rằng á, bây giờ chỉ cần là gì, gặp được tranh ảnh và tôn tượng, và kinh điển bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, người còn sống ở trên đời này đó, tức là người thân đó, nhất tâm thủ trì kinh Địa Tạng từ 1 ngày cho đến 7 ngày, nhân đến 21 ngày hoặc nhiều hơn thì càng tốt, lấy công đức đó để hồi hướng cho những người đang ốm kia hoặc những người vừa mới mất kia, thì đều được thoát đi khỏi 3 đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trừ tội ngũ nghịch. Trừ tội ngũ nghịch còn lại thì đều được thoát đi hết. Vậy nay chúng ta có những người đến chùa thì trong cuộc sống á, gia đình có chuyện thì đến chùa thì cũng xin là nhà chùa chỉ bảo cho phương pháp để mà giải trừ nghiệp chướng. Thế khi chúng tôi cũng đưa cho quyển kinh Địa Tạng bảo về chịu khó đọc tụng đi, chịu khó đọc tụng hàng ngày. Thế về đọc tụng được, bảo được 21 ngày, 21 ngày sau đến bảo là bạch thầy,
Tại sao mà con đọc 21 ngày rồi mà vẫn chưa cảm thấy là giải quyết hết những cái vấn đề khúc mắc trong gia đình, con thằng con này con nó hư, nó vẫn hư, vân vân. Thế chúng ta biết rằng á, cái tâm thành nó đạt đến cái mức mà khủng cực thì nó mới cảm. Còn ở đây chúng ta bảo về đọc 21 ngày, mặt chữ chúng ta còn chưa thuộc, đọc còn sai be sai bét, mà lúc khi đang đọc thì lại suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái nọ, suy nghĩ cái kia, tâm chúng ta nó chạy nhảy cái linh tinh ra. Vậy làm sao mà thử hỏi rằng mà bình thường với người ta 21 ngày thì được, nhưng mình 100 ngày chưa chắc đã được. Vì sao? Vì cái tâm của mình nó chưa được là thành kính, mà nó còn uế tạp nhiều lắm, nó còn vọng động nhiều lắm. Đó. Ở đây thánh nữ chỉ thấy là có đến đây chỉ có một thời gian ngắn thôi mà cảm được. Đó, cảm được. Thì cái điều này thì ở trong chùa chúng tôi cũng có trường hợp rồi, có trường hợp thấy rồi. Có những trường hợp mà tới chùa, mà thậm chí mà cái người họ đem đến đây ốm đau, bệnh tật, thậm chí là điên khùng, nhưng mà bằng tất cả cái tấm lòng thành của cả người thân cũng như cái bệnh nhân đó, có những người một tuần là khỏi, có những người có khi khỏi ngay trong ngày luôn, nhưng cũng có những người phải về phải vài tháng sau mới khỏi. Thế nó tùy vào cái mức độ, cái nghiệp báo của mỗi người là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cũng tùy vào cái lòng thành của họ nó tha thiết. Như ở trong kinh này nói là Đức Phật nói là cái thấy là cái sự tha thiết hơn những người bình thường khác, cái lòng thành kính hơn những người bình thường khác thì sẽ đạt được cái sự mong cầu. Sau khi vừa nghe thấy Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai nói như vậy thì thánh nữ liền là ngất xỉu, mình gọi là ngất xỉu, ngã lăn té xuống đất thì mình gọi là ngất xỉu. Sau khi ngất xong rồi thì lâu lâu người mới tỉnh lại, mọi người đỡ dậy, thì thánh nữ là liền bạch với Đức Phật là gì? Con này đang sắp chết, kính xin Đức Như Lai từ mẫn chỉ bảo cho mẹ con hiện bây giờ đang thắc sinh chỗ nào, an vui hay cực khổ. Thì vì sao mà thánh nữ lại, cái cô con gái Bà La Môn lại nói là mình sắp chết? Vì mới ngã ngất lăn ra ở dưới đất thì cái sức khỏe nó quá yếu. Mới tỉnh dậy thì đương nhiên thì chúng ta thấy là ai mới mà ốm đau dậy thì chúng ta thấy sức khỏe chúng ta suy sút đi rất nhiều. Mà người mà nhất là mới ngất xong như vậy dậy thì người nó rất mệt. Thế cho nên trong cái khoảng thời gian cô ấy thấy rất mệt, cô ấy bạch với Đức Phật là con đây đang sắp chết rồi, có khi không sống được bao lâu, nên xin Đức Thế Tôn là gì thương tình mà chỉ bảo cho, vân vân. Thì tiếp theo trong đoạn văn kinh tiếp theo thì bây giờ chúng ta thấy ngay lúc bấy giờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai liền bảo với thánh nữ kia rằng con cúng dường ta xong thì sớm quay về nhà, thân ngồi cho ngay thẳng và niệm danh hiệu ta, thì con sẽ biết được hiện giờ mẹ của con đang thắc sinh nơi nào, an vui hay khốn khổ. Đó. Hay là an vui hay là đau khổ, vân vân đó, thì có thể được. Thì ở đây chúng ta thấy một cái tình tiết nữa, qua cái đoạn văn ngắn như vậy thôi. Thì chúng ta thấy cái Đức Phật bảo là cúng dường xong thì sớm quay về nhà, thân ngồi cho ngay thẳng và niệm danh hiệu của Ngài. Đó. Vì sao phải ngồi cho ngay thẳng? Ngồi ngay thẳng tức là thể hiện gọi là đầy đủ cái uy nghi phép tắc. Thân ngồi ngay thẳng tức là ngồi thể hiện cái đầy đủ uy nghi phép tắc, đầy đủ cái sự trang nghiêm về gì, về thân tướng. Đức Phật và chư tăng hóa độ chúng sinh thì cái thân tướng của các ngài gọi là thân giáo, còn miệng của các ngài thuyết pháp giảng đạo thì gọi là khẩu giáo. Ở trong Phật pháp nó có hai, đó là thân giáo và khẩu giáo. Giáo dục nó ở trên hai phương diện, cả thân giáo và khẩu giáo. Những người thân giáo thì thường là lấy giới luật để làm nền tảng. Những người mà lấy khẩu giáo thường là lấy gì? Kinh luận để làm nền tảng. Kinh và luận tức là hai bộ, bộ kinh và bộ luận, để làm nền tảng để hoằng pháp.
Còn người mà dùng bằng thiên về thân giáo thì thường họ nương vào bộ luật, chuyên trì luật, chuyên trì giới luật, hành trì đầy đủ các oai nghi tế hạnh ở trong luật tạng của Đức Phật đã dạy. Mỗi một bước đi, mỗi cử chỉ hành động đều có thể là khuôn phép để cho trời người nương vào đó để mà tu tập, mà nói theo. Ví dụ, một vị sư phụ, một vị pháp sư, khi mà lên trên bục giảng thì oai nghi phép tắc phải như thế nào? Oai nghi phép tắc phải như thế nào? Cái thứ nhất, đó là về y phục. Y phục của vị pháp sư nó phải trang nghiêm, đứng lên trên bục giảng nó phải trang nghiêm. Quy định của Phật chế, chư tăng phải đắp y phục như thế nào thì mình phải đắp y phục như thế. Ví dụ như thầy lên bục giảng chẳng hạn, mà thầy chỉ mặc một cái bộ quần áo ngắn, như là khi mình lao động thôi chẳng hạn, thì như vậy về thân giáo có đầy đủ oai nghi của một vị pháp sư không? Vì khi lên ngồi trên bục giảng, ngồi trên tòa giảng đem tuyên diễn giáo pháp của Đức Phật, nghĩa là đang thay Đức Thế Tôn để truyền bá giáo pháp của Ngài đến với quảng đại quần chúng, nhấn đến chư thiên, quỷ thần và loài người. Chứ không phải là mình các vị ngồi ở đây đâu. Ví dụ như trong pháp hội giảng kinh Địa Tạng này, các vị thì chỉ thấy là một số ít các Phật tử, 100-200 người như thế này thôi. Nhưng mà chung quanh thì còn có gì? Các vị thần linh, thiên long bát bộ hộ pháp hiện thần cũng đầy rẫy đây. Thậm chí nhấn đến cho các vị Bồ Tát, sơ phát tâm nhấn đến thập địa, các ngài cũng đến để nghe, đến để tùy hỷ, đến để cúng dường và đến để hộ trì. Đó. Cho nên á, một vị pháp sư mà lên trên bục giảng thuyết Tam Tạng Thánh Điển, kinh luật luận của Đức Như Lai, mà lại mặc cái bộ quần áo ngắn như là đi lao động chẳng hạn, thì đương nhiên về oai nghi, về thân giáo là không đầy đủ oai nghi tế hạnh để là một vị pháp sư, một vị giảng sư ở trên tòa giảng. Hay lúc lên lễ Phật cũng thế, tụng kinh cũng thế. Lúc lễ Phật tụng kinh là phải y áo cho trang nghiêm. Thời khóa, vào cái thời khóa chúng ta hành trì á, là y áo trang nghiêm, chỉnh tề. Đó. Hay các Phật tử chúng ta cũng vậy. Chúng ta đi chuyên tu như thế này thì chúng ta cũng phải y áo cho trang nghiêm. Đừng có sợ nóng mà cái áo dài không mặc vào. Có mà không mặc vì sợ nóng á, đó là khởi cái tâm gì? Cái tâm biếng lười, cái tâm là không cung kính. Chính vì là sợ nóng thôi, cho nên không mặc, không mặc áo dài để lên thính pháp, mặc dù trong túi chúng ta có mang theo. À, thế như vậy đó là oai nghi phép tắc không đầy đủ, không đầy đủ. Cho nên đây các Phật tử chúng ta cũng phải biết, mỗi khi vào các thời khóa hành trì, tụng kinh, lễ Phật, ngồi thiền vân vân chẳng hạn, thì chúng ta phải y áo cho trang nghiêm đầy đủ. Còn ngoài ra những cái lúc mà chúng ta làm công quả, chấp tác, chấp lao phục dịch vân vân đó, thì chúng ta mặc quần áo bình thường, chúng ta đi qua, chúng ta xá chào vẫn được, không sao. Nhưng lúc đó vì chúng ta đang làm công quả, đang làm Phật sự. Thế cho nên ở đây chúng ta thấy là Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo vị thánh nữ tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng kia rằng về phải ngồi cho ngay thẳng và trì niệm danh hiệu của ta. Đó là đầy đủ cả gì ạ? Cả hai pháp, cả thân thì học đạo, và khẩu cũng gì, cũng học đạo và cũng tu đạo. Thân thì tu và khẩu cũng tu. Thân thì ngồi cho đoan nghiêm, ngay thẳng, còn khẩu thì trì niệm danh hiệu của Đức Phật đấy. Tức là cả hai đều tu, thân và khẩu đều cùng nhau tu. Đó. Phải trang nghiêm như thế. Đó. Đấy là một cái điểm này thì chúng ta cũng thấy bình thường. Chúng ta đọc thì chúng ta thấy có khi bình thường thôi,
Nhưng khi học á, khi nghe giảng chúng ta mới mở mang ra, chúng ta mới thấy rằng à, cái điểm gì chúng ta còn khuyết thiếu. Thì khi về nhà, mỗi cái thời lễ bái, hành trì, tụng kinh, niệm Phật, sám thiền vân vân đó, chúng ta phải giữ đầy đủ oai nghi phép tắc khi vào cái thời khóa. Trong suốt 24 tiếng đồng hồ, có những lúc chúng ta còn ở ngoài đời thường, chúng ta còn phải làm ăn, còn phải gì thì oai nghi phép tắc cũng có thể có lúc khuyết thiếu một chút, thì còn có thể châm chiếc cho. Nhưng khi mà vào thời khóa hành trì lễ niệm thì phải trang nghiêm. Không chỉ đến chùa mà ở nhà cũng vậy. Không chỉ đến chùa có các quý thầy, có sư phụ, chúng ta mới đắp y khi lên lễ Phật, mặc áo dài khi lên lễ Phật, mà ở gia đình chúng ta cũng thế. Mỗi khi mà lên thời khóa là phải y áo cho trang nghiêm chỉnh tề. Theo như ở trong kinh này, Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo với tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát như thế. Chúng ta muốn được lợi ích như thế thì cũng phải học như gì? Cũng phải học như thế. Đó. Một cái điều rất đơn giản là chúng ta muốn lợi ích như thế thì cũng phải học như thế. Đó. Phải tu như thế, phải hành như thế thì chúng ta cũng sẽ được lợi ích như thế. Đó. Câu thứ ba. Đại chàng hỏi là, có người hỏi là hai vợ chồng con cùng tụng kinh Địa Tạng theo chùa, nhưng do tính chất công việc, buổi sáng con tụng kinh cùng chồng quyển thượng, đến tối thì tụng tiếp hai quyển còn lại. Nhưng mà nhiều hôm buổi tối do con phải dạy cháu nhỏ học bài nên không tụng cùng chồng được hai quyển, không tụng cùng chồng được nốt hai quyển. Đến sáng hôm sau con lại cùng tụng với chồng quyển thượng, như vậy có công đức không? Con có bị phạm tội gì không? À, không sao, tùy duyên đi. À, người học Phật, người tụng kinh ấy, cũng giống như gì? Giống như người ăn mía. Tôi lấy một cái ví dụ như vậy cho các Phật tử biết. Giống như người ăn mía, ăn khúc gốc, à, khúc giữa hay là khúc ngọn thì đều gì? Tất cả đều gì? Đều ngọt. Nên có cái khúc ngọn á, mình ăn một cái khúc ngọn á, mình khúc ngọn không á thì gì, nó có thể nhạt hơn một chút. Hoặc ăn mình khúc gốc không á thì nó gì, nó có thể hơi rắn lên một chút, nhưng mà gì, vẫn là cây mía ấy, nó vẫn gì, có vị ngọt. Phật tử tụng được quyển thượng thì Phật tử có gì? Có công đức của quyển thượng. Tụng được quyển trung thì thêm công đức của, tôi lấy một cái ví dụ như tụng quyển thượng, mình quyển thượng không á thì có công đức gì, của ngọn mía chẳng hạn. Tụng quyển trung thì gì? Có thêm công đức của khúc giữa của cây mía. Tụng quyển hạ thì Phật tử có thể thêm cả cái gì, cái gốc của cây mía. Tụng trọn cả ba quyển tức là Phật tử có công đức gì, giống như ăn trọn cả cây mía vậy. Đó. Còn từng được một quyển thì thôi, coi như mình ăn gì, ăn một khúc của một cây mía, không có tội gì đâu. Chắc chắn Phật không bắt tội chúng ta. Này Phật tử kia, nhà ngươi tại sao lại dám phạm thượng với ta như thế? Nhà ngươi tại làm sao chỉ có tụng quyển thượng mà không tụng quyển trung quyển hạ? Ta sẽ bắt phạt ngươi. Không có cái chuyện đó. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng gì, cũng không đến cầm cây tích trượng mà giống xuống ngay trước thì mặt chúng ta mà bảo, chỉ mặt ta mà bảo gì, tại sao ngươi gì, ngươi không kính trọng ta trọn vẹn, tại sao ngươi chỉ kính trọng ta có 1/3 mà không gì, không kính trọng ta cả gì, cả 3 phần trọn vẹn? Không có cái chuyện đó. À, cho nên đối với Phật pháp á, là gì, đầu giữa và cuối, trong kinh luận nói tất cả đều là thiện. Cho nên là tụng được quyển thượng thì có công đức quyển thượng, tụng được quyển trung có thêm công đức quyển trung, tụng được quyển hạ thêm công đức quyển hạ. Chúng ta hiểu biết được Đức Phật dạy ở trọn vẹn trong bộ kinh để chúng ta thực hành thì công đức chúng ta sẽ sớm được viên mãn. Còn chúng ta chưa được hiểu được hết vì một cái lý do đặc biệt, đó là gì, Phật tử phải chăm các cháu vào buổi chiều buổi tối, cho nên không thể tụng được hết. Có thể chỉ ngày thứ bảy chủ nhật mà con cái nó được nghỉ, nó ở nhà nó chăm con nó thì mình là bà nội hoặc bà ngoại mới có thể đọc được hết cả bộ thôi, cũng được, không sao. Nhưng ở đây thầy khuyên thêm, không có thời gian tụng kinh suốt cả 3 quyển như vậy thì Phật tử có thể mở cái đài giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng của Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Không hoặc là Cố Trưởng lão Hòa thượng Tuyên Hóa, hay là bài giảng của thầy về kinh Địa Tạng cũng được, mở ra mà nghe. Khi trông cháu vẫn có thể nghe giảng được, nghe giảng tâm chúng ta gì, khai sáng, tâm chúng ta tỏ ngộ, chúng ta hiểu ra, à, Phật dạy chúng ta như thế. Trong kinh Phật dạy chúng ta làm như vậy, đọc kinh không chỉ đọc như con vẹt, mà chúng ta phải làm như vậy. Phật dạy như vậy, tổ dạy như thế và thầy giảng như thế. Chúng ta tin tưởng, học tập và làm theo, thì công đức đấy mới được trọn vẹn.
Đó, hãy khuyên Phật tử này thêm như vậy. Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con hỏi. Con nghe nói lên chùa tụng kinh Địa Tạng và khi tụng sẽ không bị vong theo cũng như bóng đè nữa, có đúng không ạ? Con xin thầy giải thích, giải đáp giúp con ạ. Tùy theo. Nếu tụng kinh Địa Tạng mà chúng ta nhất tâm, tức ta dùng tất cả tấm lòng chân thành, thành kính ấy, mà tụng kinh Địa Tạng thì không có vong nào theo được mình cả. Mà nếu có vong theo đi chăng nữa thì tất cả vong đó chỉ theo để hộ pháp, để hộ vệ cho mình. Vong theo để học hỏi nơi gì? Nơi mình mà thôi. Nương theo mình á, để học giáo lý của Đức Phật mà thôi. Chứ vong đó không hại được mình. Và cũng không có một cái bóng nào có thể đè được mình nữa. Và mình chẳng đè lại họ thì thôi, chứ chả ai đè mình nữa. Nhưng mà phải dùng lòng chân thành để tụng kinh, thành kính tha thiết để tụng kinh, thì sẽ được chư Phật Bồ Tát gia trì cho mình, Thiên Long Bát Bộ gia trì cho mình. Thì khi đó mọi gì, mọi tà ma, mọi quỷ gì, quỷ sứ đều phải lánh xa mình hàng trăm bước, hàng trăm thước, thậm chí gì hàng cây số, nó phải lánh xa mình như vậy. Chứ huống chi là nó có thể gì, nó có thể hại mình và nó có thể bắt được mình. Trong kinh Địa Tạng nói gì, khi mà người đi đâu xa, kể cả vào nơi chiến trường, đau thương súng ống loạn lạc như vậy, nếu tụng được gì, tụng kinh, tụng bộ kinh đó được 3 hoặc 7 bộ kinh đó, 21 biến kinh Địa Tạng đó, và niệm gì được, niệm được 10 vạn câu Phật hiệu đó, thì người đó đi vào nơi gì, nơi chiến trường, binh đao, khói lửa, các cụ ngày xưa nói chỉ có gì, chỉ có khi mà ra chiến trường, binh đao khói lửa như vậy, chỉ có là bom đạn tránh mình, chứ mình làm sao tránh được bom đạn. Các vị thấy có ai tránh được bom đạn không? Ra chiến trường thì không có ai tránh được bom đạn, mà chỉ có bom đạn tránh mình thôi. Cho nên ở kinh Địa Tạng nói là người nào mà làm được cái điều đó thì bom đạn, đao kiếm tự tránh mình, ác độc, rắn rết, những sự ác độc của gì, của kẻ cướp, của giặc giã, sự độc hại của rắn rết, của bọ cạp, của hổ lang xài báo cũng đều phải lánh xa mình. Đó, chúng ta thấy thế giới động vật còn phải tránh xa mình, yêu ma quỷ quái không có lý gì là gì, là hại được mình cả. Mà ngược lại thì còn có Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần, chư Phật Bồ Tát luôn luôn phóng quang minh và gần gũi để gia hộ chúng ta. Cho nên khuyên bạn này, người ta nói lên chùa tụng kinh Địa Tạng về tránh được gì, vong theo và không bị bóng đè nữa, đúng đấy. Nhưng mà điều quan trọng là phải chân thành khi tụng kinh, nhất tâm khi tụng kinh, đừng có là tán tâm mà tụng kinh, tức là dùng tâm tán loạn để tụng kinh á, thì đọc kinh trên đầu môi chóp lưỡi, đọc cho gì, cho có doanh số, đọc cho gì có thời khóa, mà tâm thì nghĩ gì, nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ ăn ngon mặc đẹp, luôn nghĩ gì, nếu mà bạn này là bạn nữ thì luôn nghĩ đến bạn nam, lúc tụng kinh mà luôn nghĩ tới bạn nam á, không nghĩ trong thế, không để tâm trong kinh mà luôn nghĩ tới bạn nam, hôm qua đi chơi vui quá, nay ước gì tí nữa tụng kinh xong bạn lại để gọi điện để đi, nhắn tin để đi, sau này mãi chưa thấy bạn thì nhắn tin để đi, vân vân và vân vân đó. Thì tụng kinh như thế, dù tụng 100 năm thì vong nó vẫn cứ theo, mà bóng nó gì vẫn cứ đè. Cho nên đấy gọi là tụng kinh tán tâm, tụng kinh không nhiếp tâm, tụng kinh không chân thành thì sẽ không đạt được như nguyện đâu. Đã có lời nói với giải thích cho bạn như vậy. Vì sao mà chúng ta là một đạo tràng tịnh độ nay lại tiếp tục khai kinh Địa Tạng, mở pháp hội Địa Tạng? Có những vị Phật tử hỏi chúng tôi rằng vậy thì thầy không làm theo lời dạy của Hòa Thượng Tịnh Không là viện chủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới mà các quý thầy đang theo hay sao? Hòa Thượng chủ trương là nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu. Và thầy cũng đã nhiều lần nói rằng nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu. Vậy tại sao nay lại thầy lại thêm một bộ kinh Địa Tạng và hướng? Nguyện tất cả chúng sinh
đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.